Trời, sao mệt dữ nè. Biết gì để đừng ăn nhiều được rồi. Trời, ăn nhiều chi dữ gì nó mệt quá. Giờ thở không ra hơi. Hay, xì chết quá. Quá xì chết. Ôi chà, xì chết. Loa. Ôi chà, mở cái microphone lên coi. Loa. Ý, chưa chà. Trời ơi, cả nhà. How do you do? Dạo này tôi thấy thôi nói tiếng Anh đi cho nó sang. Nhiều lúc nói tiếng Việt hoài nó cũng mệt trời. Tại vì đâu phải là mình không có quốc tịch đâu, mình có quốc tịch mà. Cho nên lâu lâu mình nói tiếng Mỹ đi cho nó sang. How are you? How do you do? How your nail doing? Trời, tôi nói hả, nail gì mà nó chán dễ sợ chán luôn. Ngày hôm qua tôi nghe được cái tin tức của bên Cali nhốt lại. Trời, tôi bùi ngùi dễ sợ luôn nghe mọi người nghe. Tôi nói trời ơi thiệt á, sao mà làm như là mình gặp eo hay là cái sao chàng hãn hay là cái sao chổi chà gì nó quẹt qua cái trái đất này, cái địa cầu của chúng ta hay làm sao đó. Mà tôi nói trời ơi, hôm nay tôi ế khách, tôi không có khách. Không có khách, tôi về nhà của tôi hận đời cái về nhà thấy bà vợ tôi bán mua nào là thịt nướng rồi nào là canh chua rồi đó. Trời, tôi vớt vô 2-3 tô và tôi ngồi tôi thở mệt quá trời luôn, ăn quá bây giờ cái mặt nó ngu luôn á, nó no, tôi nói no mà bây giờ leo lên giường ngủ thì nó không đặng, mà giờ tôi bị xì chết quá. Cái tôi không biết bây giờ leo lên đây là nên hát karaoke để giải trí hay là lên tâm sự với mọi người. Thôi bây giờ nếu mà được thì chơi cả hai luôn cũng được. Tôi chơi cả hai đi cho nó sang, đúng mọi người, miễn là cả nhà ủng hộ, có người coi là tôi tâm sự đêm nay luôn cho rồi, bao nhiêu xì chết mình xì hết luôn cho rồi đi, đúng không? Chứ làm nail nó mệt mỏi quá. Tôi nói làm nail cái thời xưa mà cái lúc mà thời còn vàng son á nghe, trời ơi là cắt nail rồi vô nụp nụp á thì mình mệt. Mình làm gì mình mệt thì mình thấy mình cũng bị xì chết đó. Giống như là làm mệt quá, nhiều tiền quá nó cũng bị xì chết. Mà bây giờ nail nó ế nhẹ, nó ế đến chảy nước luôn, mình cũng bị xì chết. Đó, tôi nói ha, bây giờ trong cái hoàn cảnh này mà trong cái thời điểm này đó, cái con virus này nó tràn lan ra kiểu như vậy rồi thì không có cách nào mà không có xì chết được, đúng không mọi người? Phải không? Chớ thợ nail nó cũng có xì chết của thợ nail, mà chủ nail cũng có xì chết của chủ nail. Nói chung là tóm lại là chủ nail hay là thợ nail gì chúng ta cũng nằm ngửa ăn quay phe, ăn tiền thất nghiệp hởm rầy đó, cũng bị xì chết chứ bộ. Mình ăn chứ nó cũng xì chết chứ lắm đó mọi người. Tôi thấy tôi bị xì chết dữ lắm đó. Không biết mọi người là bên tiểu bang khác làm sao hay không, chứ đặc biệt với bây giờ là Cali là bị nhốt rồi, bây giờ nghe hăm dọa là nó sẽ lây lan qua bên Florida rồi còn quẹo qua bên Houston rồi, không biết là có chạy ngược lên cái thành phố của tôi hay không. Tại vì cái bà thị trưởng của Chicago tôi, bà cũng tân dữ lắm. Cái bà nội đó tân dữ lắm. Trời, cái bà đó hả, nhiều lúc cái chuyện giống như là làm sao ta, bà làm như là bà có chút máu Việt Nam ở trong đó mọi người. Bà làm chính trị nhưng mà thật ra là bà có máu Việt Nam, bà cũng nhiều chuyện dữ lắm. Cái chuyện nhà bà không lo, bà lo chuyện nhà người ta không à. Đó, thí dụ như cái Chicago này nè, là tối ngày là coi như là giết người bắn súng rồi đi bạo động tùm lum tà la, không lo. Cứ toàn là lo chuyện của người ta không mà. Thấy tiểu bang nào mà nhốt cái bà hăm dọa nhốt lại hà, bảo tôi thấy cũng ớn cái bà nội này dữ lắm. Hôm rồi là tôi thấy bà hù cả cái Chicago, là bà nói là mấy người Chicago nha, mà đi radio ra khỏi Chicago đó mà bay tới bay lui, mà tới mấy cái tiểu bang nào mà có nhiều dịch đó là bà hù bà nhốt 2 tầng. Hù kiểu gì người ta teo buri luôn. Cả cái Chicago đâu có dám đi đâu đâu. Mà đi lái xe, mà bà nói chứ nếu mà đi lái xe đó mà bà mà biết được thằng nào mà nói láo đi về những cái vùng dịch mà không chịu về khai báo là bà phạt $500 một ngày. Mẹ ác không? Thời buổi này trời, bây giờ mình nghĩ đi. Làm nail, tôi công khai làm nail Chicago nó ế nhẹ hà. Nó ế là đâu có ra 500 một ngày đâu. Mà bây giờ nếu mà mình ở nhà mình ăn tiền thất nghiệp hay ăn quay phe cũng đâu tới 500 ngày. Lỡ bà rồi bà tận mới nhốt 500 ngày, bà phạt 500 ngày tiền đâu móc ra đền cho bà. Nó cũng mệt, nó cũng khổ dữ lắm, bởi tôi xì chết dễ sợ, tôi xì chết luôn. Đó, cũng cái bệnh xì chết này mà ngày hôm qua, cái lúc mà tôi nghe mà bên Cali mà thấp tha thấp thỏm mà chuẩn bị mà nhốt rồi nghe là tôi bị xì chết liền tại chỗ. Cái chuyện như kiểu giống như là
Không phải là tôi nhiều chuyện, nhưng mà kiểu như là mình cũng có cái máu đồng loại, mình hay binh đó mọi người. Tôi binh lắm, hỏi mà tôi nghe mà neo ở đâu là tôi binh chỗ đó hả? Ví dụ như mà neo chỗ nào mà đắt á thì tôi mừng, mà neo mà chỗ nào nó ế là tôi bị buồn. Tôi tính tôi vô duyên vậy lắm, mà nhiều lúc cái tật vô duyên nó không bao giờ bỏ được. Tôi nói trời, tôi cũng cố gắng tôi sửa đổi dữ lắm á nghe. Về nhà là tôi cũng đọc sách Thánh Hiền nghe. Rồi tôi coi những cái phim mà ví dụ như là mấy cái phim mà không phải phim đồ trị nghe. Tôi không có coi mấy cái phim đó, mấy cái phim mà không có văn hóa tôi không có coi đâu. Tôi coi những cái phim mà giống như là lãng mạn hay là những cái phim mà nó có tình người rồi này nọ, tôi cũng coi dữ lắm, để cho mình xả stress, mình cố gắng mình sống như là con người ngay thẳng đó mọi người. Mình giống như là mình muốn mình là con người có văn hóa đó mọi người. Tôi cũng giữ dữ lắm, trời ơi, tôi giữ thân giữ hình dữ lắm. Mà tôi nghe bên Cali nhốt cái tôi cũng bị giống như là mình bị lây đó, mình bực giùm cho người ta đó. Mình nghĩ trời ơi, sao mà cái ông thống đốc Cali này chả cũng vô duyên thiệt đó nha các bạn. Cái ông này cũng thuộc về dạng là Nguyễn Thị Tân hay là Bùi Văn Tân hay cái gì đó nha. Tôi nói trời ơi, vô duyên. Thả người ta ra không có bao lâu hết, rồi bây giờ hăm dọa lại nhốt ngược trở vô. Mà nếu mà nhốt ngược trở vô, trước khi nhốt thì mình suy nghĩ coi trong nhà băng của mình có nhiêu, coi tiền của chính phủ là có nhiêu để chuẩn bị cho tiền người ta rồi đi. Thí dụ như đợt trước là gói cứu trợ nhiêu đó ông Trump cho 600, thì bây giờ nếu mà nhốt trở lại thì cũng phải cho thêm 700 hay 800 gì đi, cũng nhốt nhiều nhốt đó. Rồi còn mấy cái mà PPP, mấy cái EIDL hay là SBA nó xài hết bả rồi, nhốt mấy tháng nay xài hết trơn rồi, thì bây giờ muốn nhốt nữa thì cho người ta vài gói nữa đi rồi hãy nhốt, chưa có lên một cái kế hoạch gì hết trơn. Trời, là lại nhốt lên nhốt thì tôi nói cái ông nội tôi cũng mệt ổng ơi luôn vậy. Mà tôi nghe nói là cái ông thống đốc Cali này là bạn thân với bà Nguyễn Thị Tân ở Chicago, là cái bà thị trưởng Chicago, là hai anh cha nội mẹ này á, là một cặp đôi bài trùng gì đó. Tao nói hả, nó làm chính trị chứ nó nhiều chuyện lắm, làm như là ngày nào đó cũng nói chuyện điện thoại với nhau hay sao á, nó cởi tình hình của thành phố nó ra với nhau. Thí dụ như cha Cali á, chả nói là hôm nay nó bạo loạn đầu này, đầu bạo loạn đầu kia, hay là tụi Việt Nam nó có virus trong tiệm nail rồi này, là chả miết cái bà thị trưởng ở bên đây. Thì cái bà thị trưởng bên đây thì bà cũng là Nguyễn Thị Tân, bà nghe cái kiểu như vậy đó, bà đâm ra bà cũng rụt rè hù tới hù lui. Tôi bực dữ lắm. Tôi nói thì có con mẹ Nguyễn Thị Tân này á, thì có cái gan của tôi á, tôi muốn dịch từ tiếng Việt ra tiếng Anh để tôi gửi cho bà một cái thông điệp á. Tôi nói bà bớt Tân đi nha bà nghe, bà đừng có hăm dọa mà nhốt tụi tôi nghe, nó cho tôi mở cửa làm ăn. Hôm nay thả tôi có 1 tháng ra đây, mới có hơn 1 tháng ở nhiều đâu, mà nếu mà hơn có 1 tháng này làm vẫn ế, nhưng mà cứ kệ, kiếm được đồng nào hay đồng nấy. Nhiều lúc mình cũng không phải chợ búa cá mắm đồ này nọ chứ, chợ rồi giờ nhốt hoài rồi tiền đồng mà người ta đặng giỡn chơi hoài. Nhốt cái kiểu đó thì nếu mà nhốt thì nhốt luôn đi, nhốt từ đây tới cuối năm đi, rồi cho tôi vài cái gói cứu trợ, thí dụ như thảy cho tôi vài trăm ngàn, thảy cho chúng ta vài trăm ngàn, đúng không? Tiệm nhỏ thì vài trăm ngàn, mà tiệm lớn thì được 1 triệu chẳng hạn vậy. Rồi muốn nhốt nhiều nhốt đó, thì coi như đó là bảo vệ sức khỏe của cộng đồng. Còn đằng này tự nhiên không cho tiền mà cái đồ nhốt hoài. Bà Chicago này á, bà liệu hồn, bà khôn thì bà đừng có bắt chước thằng cha thống đốc bên Cali. Chứ nếu mà bà tân tẩn mà bà nhốt bên Chicago, tôi nghĩ thế nào nó cũng sẽ bạo động lại trở lại cho coi. Và tôi nói hả, tôi đang suy nghĩ lại nghe, không chừng bây giờ anh em làm nail của mình đó nghe, thôi bây giờ mình liều mạng luôn đi mọi người, đừng có làm nail nữa, cho mình đi ra mình đi cướp đi, mình ăn cướp đi. Tại vì thấy mấy hạng cướp nó quay lên trên Facebook, nó đâu có bị bắt gì đâu, mấy cái đứa đi hồi của đó mọi người, tôi thấy đâu có bắt biết gì đâu. Tôi nói làm như là Mỹ bây giờ nó có một cái luật tha tội là thì như đi hôi của nó không được quyền bắt hay sao á. Thì bất quá mình giả bộ mình ra đó mình cũng cầm cờ hô hào rồi này nọ lên, rồi cái rình rình có đứa nào mà nó sơ hở mình vô mình hốt. Trời ơi, thì Việt Nam mình, tôi nói Việt Nam mình mà đi hôi của là tôi nói nghe là người Việt Nam mình nó rất là đã và hôi, nó đúng như là cái chí hướng của người Việt Nam mình đó. Tại Việt Nam mình là thích LV nè, thích Chanel nè, thích Rolex nè, thích Mercedes nè, thích toàn là những cái hiệu mà mắc tiền không. Mình mà rủ một đám vô hôi của là mình lời lắm đó mọi người. Mà Việt Nam của mình cũng lẹ tay lẹ chân lắm nghe. Bình thường thôi, người Việt mình vô trong tiệm LV kìa mà còn hốt. Đi Black Friday mà đã hạ giá chỉ cần 20-40% là vô hốt hai tân, hai chân hai tay mà hốt không biết là bao nhiêu món. Huống hồ chi bây giờ là hôi của miễn phí mình hốt cho nó thấy. Tôi nhiều lúc tôi cũng giận trong lòng, tôi nói thật bây giờ bỏ mẹ cái vụ mà sống sống vui, sống khỏe, sống có văn hóa nề nếp gì cho bỏ qua bên đi. Bây giờ mình ra mình hôi của mẹ đi, coi đó có lỗ không, nó lỗ thấy bà nội nó luôn. Lúc đó là hết nhốt. Quỷ sứ gì đâu, cái lốt gì cái toàn là nhốt nhốt. Thì tôi nghe cái chữ nhốt mà tôi nhận với sợ giận luôn. Hôm qua
Tôi kể nghe không, đây không phải nhiều chuyện. Mà kể trong cái sớm của tôi đó, tình trạng sao tôi kể cho mọi người nghe vậy để tôi hỏi coi là những cái sớm của mọi người làm neo ra làm sao để mình có thể so sánh, để mình có gì mình phấn đấu, mình vươn lên, mình chẳng hạn vậy đó. Là tôi nghĩ là mình nên làm sao mà nó giống như là làm neo, mình tưởng tượng như là mình là Apple hay là Microsoft gì đây đó. Bởi cho nên mình lúc nào mình phải cố gắng mình vươn lên đó. Bởi cho nên tôi thích nghe ngóng chuyện ta chứ không phải tôi nhiều chuyện. Tính tôi thật ra tôi nói nào nó ngay, không phải nhiều chuyện, mà tôi thích nghe ngóng để mình biết, mình tu bổ, mình học hỏi đó, mình phê đảng với nhau để cho nó có chuyện ra, để mà mình ủng hộ với nhau, mình bảo vệ cái quyền lợi của mình. Tiệm nào á mà nó lên giá thì mình khoe ra, mình ủng hộ để xuống nhau lên giá chung. Còn tiệm nào mà nó xuống giá thì mình lên đây mình khoe ra để cho mình kêu gọi nguyên đám tới chửi cái thằng xuống giá đó cho nó ngập mặt, cho nó sợ, cho nó lên giá ngược trở lại. Thì nói chung là mình có cái máu, là cái máu làm neo. Mà máu này không phải chỉ mình tôi đâu, mà tôi biết là cả nhà ai cũng có cái máu đó, mà chẳng qua tại nó không có xì ra thôi. Chẳng qua là mọi người giấu kín nó không có chịu xì ra thôi. Chứ thật ra là chúng ta đều có một cái tánh giống nhau. Mọi người đúng không? Chờ cái nào tốt thì mình biểu dương, còn cái nào mà nó không tốt thì mình chửi cho nó ngập mặt đó chứ. Đúng không? Miễn là mình đừng có chửi theo kiểu như là thô tục bất văn hóa, nhưng mà mình đừng có đào mồ đào mã người ta lên tội nghiệp người ta. Nhưng mà mình chửi cho người ta thức tỉnh chứ. Thời buổi này làm nail không ai mà xuống giá, nó ế thì nó ế điều. Ế thì nó ế điều, chết thì chết chùm, ăn quay phe thì ăn quay phe cả lũ. Chứ đừng có chơi cái chiêu mà nó xuống giá, thằng lên giá, thằng xuống giá, nó chướng mắt dữ lắm. Đúng không? Bởi tôi thấy là cái chuyện đó là mình nên làm. Cái này không phải là nhiều chuyện. Mọi người biết cái gì? Mét tôi biết gì tôi mét mọi người, để chúng ta cùng nhau xây dựng cho có một cái thế giới này nó yên bình. Đúng không? Mình làm nail là mình cũng muốn yên bình, mình chỉ muốn tiền thôi. Mình chỉ muốn tiền thôi. Ví dụ như tuần này mà mình làm khoảng chừng ngàn hay là vô ngàn rưỡi, con người phải ra, tôi nói con người nó khỏe mà cái mặt nó đẹp ra. Còn cái bữa nào mà trời mưa, trời gió, trời tuyết mà làm một tuần nó chỉ có 200-300 hay là 500 bạc là cái mặt nó u buồn, là chuyện bình thường. Con người tâm lý chúng ta nó là như vậy, cho nên đây là một cái bệnh chung rồi, chứ tôi không phải là nhiều chuyện. Mà nếu mà tôi ra đường mà gặp người nào nói tôi cha không là nhiều chuyện, tôi cũng giận, tôi không phải nhiều chuyện. Tôi chẳng qua là củng cố cái tinh thần làm neo mình lên một cái vượt bậc nó cao hơn, nó cao, mà chúng ta ráng làm sao mà lôi cái tinh thần làm neo này nó cao cao lên khoảng chừng tới tầng tầng thứ 7, tầng thứ 9, cũng giống như là trong cái Cửu Âm Chân Kinh mà con cái gì Bạch Phát Ma Nữ hay là mấy cái đứa mà thời thời xưa mà trong phim kiếm hiệp đó luyện công đó. Mọi người mình ráng tập làm sao tới cái tầng nó cao nhất là được rồi, đúng không? Bởi cho nên nó miễn là mình tập làm sao mà đừng có bị tổ quả nhập ma thôi đó. Thì tôi á, tôi đánh giá trong cái nghề neo này đó, là những người nào mà vì con vi gút nghĩ là ế xuống giá, là những đứa đó, là những đứa nó giống như nó đang tập là võ công chí tôn gì đó mà nó bị tẩu hỏa nhập ma, nó đi lạc đường đó mọi người. Bởi chúng ta cần phải tới đó mình chửi bới nó để cho nó thức tỉnh ra. Chứ làm neo thời buổi này nó đã corona tầm lum rồi, mình xài nhiều acetone, nhiều alcohol xịt đầy rẫy, đeo mặt nạ, đeo face shield, tốn thêm một mớ tiền rồi mà mắc cái chứng gì mà phải xuống giá cho mệt vậy. Đừng có xuống giá, lên giá chứ đừng có xuống giá. Còn nếu mà lên giá mà nó vẫn ế thì tình trạng ế chung, chứ không phải là người ta đắt mà mình ế mà mình xuống giá kiểu như vậy. Nó không có đúng như vậy, đừng có nghĩ như vậy mình xuống giá ăn chơi vậy, không có xuống giá kiểu đó. Ngày hôm qua tôi nghe cái tin tức mà bên Cali nó bị nhốt, cái tự nhiên tôi bệnh rịnh, tôi nó bệnh rịnh, cái mặt tôi nó u sầu, tôi buồn ra liền, cái mặt tôi buồn liền. Con người tôi lạ dữ lắm, hỏi mà vui á nghe là thấy nó cũng vui ra, mà buồn nó nhìn nó cũng buồn ra mặt vậy á, tôi không có giấu trong lòng được. Cái kiểu như người mình bình dân đó mọi người, tôi đẹp thì đẹp thiệt, nhưng mà cái nhan sắc của mình nó không phải là thuộc về dạng nhan sắc giấu giếm á, nó bạch tuộc ra hết trơn. Cái tôi buồn cái tôi không biết, ông biết gì làm đâu, tại tiệm tôi nằm ngay chỗ khu shopping. Cái tôi mới nói thôi bây giờ tôi đi đi vòng vòng đi shopping, mà kiểu như shopping tiếng Mỹ gọi là window shopping đó mọi người, cái kiểu như là mình chỉ đi dòm cho nó đã con mắt thôi chứ mình không thèm mua. Ý tôi là vậy, chứ bây giờ mùa này dịch quá trời cũng đang tiết kiệm tiền chứ ai đâu dám xài phung phí. Tôi tự nhắc lòng của tôi là vậy á, vàng bây giờ nó cũng hiếm mà hột xoàn nó cũng hiếm, cái gì nó cũng hiếm, thôi mình cũng ráng giữ tiền đô mình lại xíu. Tôi là tôi giữ trong lòng tôi vậy, cái tôi nói là tôi đi vòng vòng để cho nó khỏe khoắn, tại tôi bị xì chết quá đi, cái mặt tôi xì chết nhìn nó xấu dữ lắm mọi người. Cái tôi không có ưng, tôi không có chịu,
cái tôi đi bộ tự nhiên tôi đang đi ra tới đường thấy nguyên một đám trời ơi, Mỹ đen Mỹ đỏ Mỹ xanh Mỹ trắng gì đâu mà nó xếp hàng dài thùng loàn luôn, nó xếp hàng dài đâu là cũng phải là cả một con phố luôn. Cái tôi đi tôi nói cái tôi nói ôi chết cha cái gì ta, sao nó xếp hàng dữ vậy cha, chứ có phải là người ta cho đồ ăn hay là người ta cho cúp bông hay là người ta cho này cho nọ hay không, chứ sao nó xếp hàng dữ trận. Nội mà đi xin quay phe tôi cũng chưa thấy cái hàng nó dài đến vậy nữa, ông hồ chi mà tự nhiên đang đi cái khu này mà cái khu shop bên thị tứ mà mắc tiền cái gì mà tự nhiên nó xếp hàng. Tôi thấy nó sắp hàng cái tôi bị chột dạ. Cái kiểu như mình cũng hơi tò mò đó. Mà tôi lịch sự tôi cũng hỏi mấy cái đứa mà đang sắp hàng nghe, tôi vỗ vai tôi nói ê mày. Ủa sao mày sắp hàng chị dữ vậy? Mày sắp hàng đi đâu vậy? Vậy cho tao sắp hàng chung giới. Mày sắp hàng lâu chưa? Mày sắp hàng đi 15 20 phút rồi chưa? Bộ lâu dữ lắm hả? Tao thấy cái hàng nó dài quá rồi mấy tụi hàng trước nó có nhúc nhích hay không? Mà sao mày sắp đứng đây lâu chưa? Trời nắng chang chang vậy cái tôi cũng chui vô tôi sắp hàng chung. Tôi vừa hỏi nó gì nó chưa kịp trả lời là tôi xách cái đích vô sắp hàng là mình đang rảnh mà. Tại vì tôi đang bị xì chết, tôi đi vòng vòng mà tôi không có chỗ nào đi hết trơn, mình không có mục tiêu. Đó mà không có mục tiêu mà lúc đó mà còn sớm quá, không lẽ giờ về nhà rủ nhậu thì đâu có ai làm dễ đâu mà nhậu với mình. Bởi tôi thấy tôi cũng hơi không có ổn rồi nên tôi thấy tụi nó sắp hàng rồi tôi cũng nhào vô sắp chung. Đó, đó tôi leo vô tôi sắp chung vậy đó. Tôi cũng đeo mắt kiến rồi đeo mặt nạ rồi này nọ nghe thì thấy người ta đeo mặt nạ thì mình phải đeo mặt nạ. Tôi giữ ý tứ dữ lắm là phải sợ virus rồi nó bay vòng vòng ở trên trời mất công mà xui xui đi vòng vòng có bị dính bệnh nữa. Đeo vô sắp hàng tôi cũng nhúc nhích trời ơi sắp hàng một xíu rồi cái nó dắt tôi vô cái tiệm Neiman Market. Trời ơi tôi nói ủa Neiman Market sao tao nghe tụi bay là phá sản rồi mà tôi tới trước cửa Neiman Market đó thì cái thằng mà security đó nó vô nó hỏi lịch sự lắm nghe, nó kêu tôi bằng sơ không hà, sơ có nghĩa là cái tiếng nó cao cấp lắm mọi người, miễn là người nào mà gọi mình sơ hoặc là người nào mà gặp đàn bà mà gọi là madam là theo tiếng Mỹ là cái tiếng nó rất là cao cấp, nó cao siêu lắm đó. Đó người ta gọi gì là phép lịch sự người ta cao dữ lắm, thì mình thấy là con người ta là có phép lịch sự thì mình cũng phải tỏ vẻ là mình là người có văn hóa để mình đáp ứng như là cái lịch sự của người ta. Tôi cũng lịch sự dữ lắm. Nó nói sơ you vô tiệm đi mình market này mày có appointment hay không hay là mày chỉ có walk in. Xong cái tôi kiểu như mình lanh miệng đó, mình nghĩ gì mình nói chứ mình không có cần kiểu như là suy nghĩ kỹ để mình nói, chưa có kịp nói tôi không có cần cái suy nghĩ của tôi nói chứ. Ủa thì tao thấy người ta sắp hàng, người ta cũng muốn sắp hàng đây nè, mà vô đi mình market mà phải cần appointment hả mày, đi shopping mà phải cần appointment, tao đâu có phải là đi vô đây trị corona hay là tao đi test corona gì đâu mà sắp hàng gì mà appointment gì mày. Thì đi shopping thì đi shopping thôi chứ có ai đâu mà appointment, tao không có appointment. Nhưng mà sắp hàng dài quá tao nghe tụi bay phá sản mà. Chừng nào phá sản thấy tin tức nó nói đi mà kịch nó phá sản hả kìa, rồi phá sản chưa mà sao sắp hàng dữ hả? Bộ sale dữ lắm rồi hả? Chuẩn bị dẹp tiệm rồi hay sao mà sắp hàng dữ vậy mày? Xong cái nó nói không? Tin tức nó nói phá sản nhưng mà tụi tao chưa có phá sản. Tụi tao bán bình thường, chẳng qua là tại vì giờ tụi tao đang có nó đang hạ giá, đang sale, bởi cho nên là tụi nó sắp hàng. Đó, rồi cái bây giờ là tụi tao làm là bán hàng appointment. Xong cái tôi nói thì bây giờ tao không có appointment, bây giờ tao sắp hàng rồi thì mày phải cho tao vô đi chứ. Tao không có appointment, tao đâu có biết đứa nào trong đây đâu mà appointment. Trời ơi, hồi xưa là tao chỉ biết vô đây tao mua cái gì thì tao lủi vô tao mua cái nấy thôi chứ tao biết cái nhân viên mày tên gì đâu mà appointment. Tao không có appointment nhưng mà tao đã vô sắp hàng đây nãy giờ nửa tiếng rồi mày. Bởi vì mày không cho tao vô có không có được. Đó tụi nói gì là không có phe, tụi nói tiếng Mỹ dưới đó luôn, tụi nói cho mày mà đuổi tao ra là tao khiếu nại mày nghe mày. Công ty của mày là mày đã đang treo trên cái bảng hiệu là phá sản rồi mày còn cà chớn với tao lên internet tao la làng cho mày còn phá sản sớm hơn nữa nghe mày. Mày đừng có chọc cái mỏ tao. Tao sắp hàng nãy giờ nửa tiếng rồi mày đừng có nói là cái chuyện mà boy mày là boy biết mày phải cho tao vô nghe mày. Đó. Cứ nó nghe tụi giải thích có lý đó mọi người, tại vì cái kiểu như là mình nói tiếng Anh cũng giỏi đó mọi người, thuộc dạng giỏi đó, biết rằng là làm nail nhưng mà tôi nói tiếng Anh giỏi dữ lắm. Trời ơi thì tôi không nói tiếng Anh mà bà trời những người khác đâu, nói bà bẻ đâu không cá đâu, tôi nói ào ào nó nghe được nó nghe cả bà đó, nhưng mà tôi nói tiếng Anh, tôi nói mình hiểu của mình mà mình biết tiếng Anh thì mình nói tiếng Anh thôi. Tôi cũng nói ào ào cái tôi nghe nó nói tụi nó nghe tôi nói gì nó quảng hồn cái nó cho tôi vô cái tôi kêu sắp hàng, cái tôi tới sắp hàng tiếp xong cái có con nhỏ kia nó chạy ra lịch sự lắm nghe, nó kêu tôi sơ nữa, tôi nghe nó kêu tôi sơ cái tự nhiên tôi xìu xuống, tại vì người ta lịch sự mà, ví dụ như nó kêu tôi bằng mày là bắt đầu tôi cào mặt nó là tôi làm này làm nọ nó rồi, mà nó kêu tôi sơ, cái tôi lịch sự xuống, nó kêu sơ cái tôi lịch sự xuống, nó nói chứ sơ, you don't have appointment, but what do you want to buy, cái nó nói vậy á, cái nó hỏi ý của nó nói là giống như nó khinh tôi á mọi người. Nó khinh trầu, nó khinh ai thì khinh, mà khinh làm neo là lộn người rồi nghe mày.
Tao nói cho mày nghe nghe, chẳng qua là người neo tụi tao là có dân quá, tụi tao không có kiểu như tỏ vẻ có tiền thôi, chứ thật ra là tụi neo có tiền dữ lắm. Mày nhớ những năm về trước lúc mà con virus nó chưa có đẻ ra, tụi tao nhiều tiền lắm ngang mày. Bây giờ chẳng qua là vì virus nên tụi tao mới eo hẹp thôi, chứ thật ra là người neo không phải là như mà tụi bay nghĩ đâu ngang mày. Đó, mà tôi nói trong lòng tôi chưa có giải thích cho nó nghe cái chuyện đó, nhưng mà chị nó bỏ qua bên. Cứ tôi nói chứ. Tôi đi vô tôi nói tiếng Mỹ với nó tôi đi chứ. Let me see first. Mày có cái gì hay ho thì mày tao mới mua chứ. Bây giờ thí dụ như tao vô đây mà mấy cái đồ mày nó xấu quá sao tao mua được, đúng không? Nhưng mà dẫu sao là tao vô đây tao có ý định mua rồi. I bring my credit card. I got my credit card. I go buy but I wanna see first. Tôi nói làm gì, cứ tôi nói là tôi có mang tiền đồ này nọ, nhưng mà đi vô đây tôi coi trước tôi mới mua, chứ không phải là chỉ như mua đi mua không. Đó, tôi nói gì, tôi nói là I wanna see first what you have before I buy. Chứ tao đâu có ngu đâu mà tự nhiên vô mua. Khi nó nghe tôi nói là sẽ buy đó, khi nó nói ok you buy, let me call you assistant. Đó, khi tôi nói assistant gì mày? Cái tôi nói ủa shipping mày shipping gì, tao đâu có cần người sách quà hay là sách vỏ cho tao đâu, thì tao tự vô, mày đợi yên đó, tao tự vô, tao vô trong cái chỗ đó tao thấy đồ đâu đẹp thì tao mua, rồi khi nào mà tao muốn tính tiền thì tao quất tụi bay tao tính tiền. Chứ bây giờ mày shipping vậy, tao không có người, tao đâu có mang vỏ, đâu có mang gì đâu mà mày kêu shipping. Cái nó nói không, I get you a sale person. Kia tôi nói ủa vậy hả, bộ phải có sale person. Nó nói ừ, một người khách vô tiệm này là phải có một người sale đi chung. Kia tôi nói nhưng mà sale là cái gì vậy mày, cái người sale person nó là cái gì vậy mày, nó phục vụ tao cái điều gì? Xong cái nó nói chứ thì cái người sale person cái nghĩ như là mày muốn đi đâu thì người sale person sẽ giúp mày đi vòng vòng trong tiệm đó, trả lời những câu hỏi như cái mặt hàng mày muốn mua hay là mày muốn thử cái gì đó, thì nó vô đó nó cởi quần cởi áo mày ra rồi nó mặc quần áo cho mày vô. Xong cái tao nói chứ không, vô trong phòng thử thì tao tự thử, tao không có cần sức tỉnh, tao tự lột đồ ra được. Tự nhiên mày nghĩ sao, tự nhiên bây giờ mày kêu tao vô trong phòng thử đồ rồi nó cởi quần cái áo tao ra, lỡ mày tao la sao mày? Trời, trong phòng thử đồ của mày nó có camera đồ hay không? Trời, giờ dẫn ngoài mày. Trời ơi, mày thấy tao sòn sòn vậy chứ thật ra tao cũng giữ ý tứ lắm cho mày. Chứ tao không có kiểu như mà dễ dãi như vậy đâu. Nhưng mà mày kêu thằng sale đó thì bây giờ là luật của tụi bay là một người mua phải có một người đi xích tình, đúng không? Cái nó nói ờ, xong tôi nói rồi vậy mày kêu thằng đó ra đây cho tao đó. Nhưng mà thằng này là giống như là con sen phải không, có nghĩa là cái thằng đi theo để rồi này nọ đó phải không, nhưng mà không có ép tao mua nghe mày. Tao nói trước tao vô đây là I wanna see first before I buy, chứ không phải là mày vô đây rồi mày cho tao cái thằng nó đi theo cà kê với tao rồi nó ép tao mua là tao không có chịu. Không vậy tao phải tự coi cái đồ nào đẹp rồi tao đồng ý tao mới mua, chứ không có được ép tao nha mày. Xong cái tôi nói nó gì, nó nói ờ không có ép. Cái tiệm này mở cần người ta bự thù lù đâu có ép vậy đâu, thì tao cho mày một người assistant đó. Bây giờ mày tưởng tượng như là mày làm mày tài tử thứ thiệt ở bên Hollywood, mày bay về đi, thì tụi tao hồi xưa đó, trước khi cái thời corona đó, thì tụi tao chỉ cho những người sale person là đi theo những tài tử thôi. Nhưng mà bây giờ là corona nó xảy ra cho nên tiệm của tao sợ không có an tâm để cho khách hàng đi lẳng quẳng ở trong tiệm, cho nên là phải cử một người assistant đi theo. Cái tôi nói ồ vậy là mày không phải gạt tao nghe, mày không phải dụ dỗ tao để mà mua hàng mày, đúng không? Chẳng qua là cái tiệm của mày corona nó bay đầy giấy ở trong tiệm mày, mày sợ tao đụng tới đụng lui rồi là truyền nhiễm lây bệnh rồi thưa tụi bay, đằng nào tụi bay cũng sắp sửa phá sản rồi, cho nên mà tụi bay lo âu, cho nên mày cho tao một người đi theo để hầu hạ chứ gì, đúng không? Đó, rồi cái nó nói ừ đúng rồi, đại loại nó là vậy á. Xong cái tôi nói rồi vậy tao chịu, mày cho tao thằng sale person đi, thằng assistant gì đi, một thằng con sen đi, đi theo tao đi. Rồi tao vô trong cái tiệm của mày nó có bao nhiêu lầu, tao không có cần đi lung tung, tao chỉ cần đi chỗ cái lầu con trai thôi. Đó, tao không có cần đi chỗ lầu khác, tao chỉ muốn coi đồ con trai thôi. Cái nó nói được, cái thằng này mày muốn đi đâu thì thằng này đi theo đó, nó bấm cầu thang rồi cho mày, nó hướng dẫn, nó dắt mày lên lầu đồ này nọ. Xong cái tôi nghe gì tôi nói chết rồi, trời sao con người mình nó cao cấp dữ trận. Hồi nào giờ cuộc đời của tôi đi shipping đâu có được mà phục vụ kiểu vậy đâu. Hồi xưa đi đâu là tôi cũng tự lơi lết đi lựa, rồi tự mặc tự thử, rồi khi nào tính tiền thì tôi tự ra xếp hàng ở chỗ quầy tính tiền để đớp tính tiền thấy bà nội luôn. Chứ tôi đâu có bao giờ mà có con sen đi theo đâu ta. Cái làm giống như là nói gì ta, kiếm như là mình cảm thấy mình cũng sung sướng là một phần, mà mình cũng lo nha, mình lo lỡ mà tự nhiên cái mà lỡ xui xui vô đó mình bị nó suối mua nguyên cái đống cái làng về nhà rồi không biết rồi sao tiền đâu trả nữa trong cái thời kỳ này. Cũng hơi ớn tôi đang lo mà thôi kệ đi, tự nhiên bây giờ nó cho mình thằng con sen này thì mình cũng chịu, không phải coi cái sai giặt nó ra làm sao.
Khi tôi cũng đứng yên ngang đó, khi tôi sơ mà thì bắt đầu tôi cũng tỏ vẻ cao cấp tôi dữ lắm, tôi đứng yên tại chỗ vậy nè. Đó tôi cũng vẫn đeo kính đen. Xong cái thằng sale đó nó chạy tới. Cái đó cũng nó lịch sự lắm ngang, tôi kể câu chuyện nó lịch sự lắm. Đó. Rồi cho hi sir, what is your name? Xong cái tôi nói oh my name Hùng. Xong cái nó nói Mr. Hùng you wanna change your mask? Có nghĩa là nó hỏi có muốn thay cái mặt nạ không? Cái mặt nạ nãy giờ tao nghe mày đứng ở đầu đường kia rồi mày nói chuyện với người ta, mày cãi lộn tùm lum, nước miếng mày xì văng tùm lum ở trong cái mặt nạ rồi, bây giờ là mày có muốn đổi không? Đổi mặt nạ không? Thì nó là sự tao nói chứ. Ủa mà for free? You don't charge, mày không có tính tiền phải không? Xong cái thằng đó nói không. Thì mà nếu mà ông Hùng kêu bằng ông đó, nếu mà Hùng mà muốn thay đổi mặt nạ thì để tôi lấy mặt nạ mới cho Hùng thay, không có tính tiền. Xong tôi nói ủa vậy hả, vậy mày đem đây tao một cái đi, rồi mày cho tao thêm một cái tôi bỏ trong vỏ tao, lỡ tao đi qua tiệm khác rồi tao còn phun nước miếng nữa, tao có được mặt nạ mới tao thay. Thằng đó lịch sự lắm, nó chạy u để lấy cái mặt nạ cho tôi. Tôi nói trời ơi vô mánh rồi, vậy là thằng này con sen thiệt rồi đó. Trời, tôi nói con người gì mà nó phục vụ quá trời tối đa luôn, vậy đi vô shopping chưa có biết mua được cái gì nữa, là nó offer cho mặt nạ đồ này nọ, là tôi nói trời gì được quá rồi, mừng rồi chứ còn gì nữa, mình lợi rồi. Khi nó chạy tới nó đưa tôi hai cái mặt nạ, một cái tôi bỏ trong người tôi nghe, còn một cái tôi đeo luôn đàng hoàng lên. Tôi nói chứ bây giờ mày biết không, cái tiệm mày nó bự thù lộn gì nè, tao muốn đi lên mấy cái tiệm đồ con trai, tao muốn tìm coi thử là đồ quần áo con trai, giày vớ con trai, mà tao chỉ coi thôi chứ tao chưa chắc là mua gì đó nghe mày. Nhưng mà tạm thời là nãy giờ tao đứng ngoài nắng chang chang xếp hàng nửa tiếng, hồi tao khát nước quá, mày có nước mà lấy cho tao chai nước. Cái tôi trong giả của mình là mình chỉ hỏi thử thôi, hỏi thử coi cái thằng này nó phục vụ mình tới đâu. Ai nhìn nó nói yes sir, trời ơi nó chạy đi ra chỗ khác nó lấy cho tôi một chai nước tới. Tôi nói chết nó, trời sao mà sướng vô trận mà mày không có tính tiền ở trong đây nha mày. Mà tao nói mày cho tao, tao khát nước rồi mày tự động mày tự cho tao nước cho tao, không phải là tao yêu cầu mua chai nước đâu nha mày. Nếu mà mày không cho tao nước thì tao chui vô cầu teo tao uống nước không tên nha mày. Nhưng mà tự nhiên bây giờ mày lịch sự mày cho tao chai nước rồi mày phải ép tao trả tiền à. Xong cái tôi nói gì, nó nói don't worry, cái nó lấy chai nước nó đưa cho tôi, lịch sự chưa, nó cho mặt nạ, nó cho nước, rồi sau đó nó dắt tôi đi lên cầu thang, ngang cầu thang mà nó tới cái cầu thang đó mọi người. Nó lấy tay nó nha, nó sát trùng vô cái tay ở chỗ cái cầu thang, rồi nó lấy cái ngón tay nó in như trong cái cầu thang, nó bấm thang máy cho tôi, nó không cho tôi rờ một cái gì hết trơn trọi á. Có nghĩa là không phải, tôi lúc ban đầu tôi tưởng tượng là tôi ngại nghe, tôi nói cho bộ mày kỳ thị tao bị corona mày, tao bị corona, tao về nhà, tao trụ, tao thở mấy oxy rồi mày, tao ra đường được là tao không có bị corona nghe chưa, đứa nào bị corona nó xúm nhau về nhà nằm ngửa thở rồi, đó corona nó rất là khó thở, mày biết tin tức mà, rất là khó thở, mà đứa nào mà đi vòng vòng đi shopping là nó sức khỏe nó bình thường chứ không phải corona, mày đừng kỳ thị cho mày. Xong cái nó vô nó bấm cái cầu thang nghe, cái tôi vô trong cầu thang, nó không cho tôi rờ dễ chân, nó nói đợi nó làm, rồi nó bấm cái cầu thang của con trai nghe, rồi cái cầu thang nó mở ịnh ra, nó ịnh ra, nó lấy tay nó che cái cầu thang lại, nó cho tôi đi trước nghe đó. Rồi cái tôi đi thì mình thấy chọn, trời mình sang quá mà, trời nó phục vụ kiểu gì tự nhiên con người mình nó lên cao cấp hồi nào không hay luôn. Tôi tưởng tượng với mình, tôi từ Hollywood bay tới gì á, tôi nói trời sao sang dữ trời. Rồi tôi chỉ việc chấp hai cái tay ra số đích, rồi đi tình tang đi quay vậy nè, đi quay mà tôi đi đâu là đi theo đó, tôi đi đâu quay đi theo đó. Có định lấy tay tôi rờ trong một cái áo thôi, cái nó nói Let me help you. Là tới rồi nó lấy quần áo ra cho tôi coi từng cái nha. Rồi tôi hỏi bao nhiêu tiền, rồi cái nó dạch ra nó đối giá tôi nhiều tiền, rồi cái nó nhìn vô người tôi nói cho mày muốn thử không, tao lựa cái size của mày để cho mày thử rồi này nọ. Cái nó nói cái giá, cái tôi lắc đầu, tôi chơi không, tao không thích cái này. Cái kiểu giống như là mình cũng xử khí diện đó mọi người. Nói đúng ra một điều á, đây là tâm sự cả nhà chứ không phải là khoe khoang. Nói đúng ra một điều là cái kiểu như là mình cũng nén lòng lại, chứ thật ra là cái áo nó mắc tiền quá, tôi thấy mua không có đáng. Tự nhiên có cái áo thun nhìn rất là dễ thương, nó đưa ra gì tôi hỏi à, mày quay cái áo giá đó nó bao nhiêu tiền. Khi nó nói cái áo gì, áo thun thôi mà $800. Á à, đúng mà mặc áo thun mà $800, trời mày làm như mày gắn hột xoàn hay là gắn gì mày giỡn hoài. Cái áo thun mà $800 ai mà mua, tôi không có chịu mua. Cái nhưng mà mình kèm lòng lại, cái chuyện mình không có muốn như là người ta nói sao mình không có văn hóa đó mọi người. Đằng nào thì nó cũng tôn vinh mình giống như là từ Hollywood tới rồi, mình thì cũng phải giỏi tỏ vẻ như là sánh xa tiếng trẻ một xíu. Tôi nói tao không thích cái áo đó, tao muốn thử. Rồi cái tôi chắc tại sao tôi đi chỗ khác, nó lật đật con, nó móc cái áo rồi trở ngược lại, cái nó đi theo tôi. Cái tôi đi giờ là tôi dạm nha, món này nhiêu, món kia nhiêu. Xong cái nó trả lời cho đã, xong cái tôi nói chứ ủa chứ sao hồi nãy lúc mà tao sắp hàng tao vô đây, cái thằng security đó nó nói là công ty của mày nó đang đại hạ giá,
đang đẩy hạ giá bởi cho nên người ta xếp hàng vô người ta mua. Thì bây giờ tao tới đây là chuẩn bị tâm lý mua đồ hạ giá thôi mày. Mày nhắc tao tới khu hạ giá đi chứ tao không muốn tới cái khu nào mà nó không có hạ giá. Lý do gì mà tao phải đi mua cái tiệm nó không có hạ giá là bởi vì trong cái thời kỳ hạ giá, tao chuẩn bị tâm lý mua đồ hạ giá thì tao tới đây tao chỉ muốn mua đồ hạ giá thôi. Còn cái đồ nào mà nó không hạ giá thì ngày mai ngày mốt tao trở lại tao mua cũng được. Chứ cần gì phải xếp hàng nửa tiếng hồi đó tao mua cái đồ không hạ giá làm gì? Đúng không? Cái tôi nói nó vậy nhưng mà kiểu như là tôi nói cái thái độ nó khác một xíu, tại vì mình là thuộc dạng cao cấp mà mọi người. Cứ tôi nói chứ show me and bring me to the sale area. Tôi nói nó vậy á, khi nó biết liền, nó biết, nó dắt tôi tới, nó nói here sir, this is the sale area, đó sale là ở chỗ này nó để bảng giá sale rồi nọ. Cứ tôi cũng nói sale thì tao rất là dự ý á, tại vì á I come here for the sale reason. That's why I only want to see the sale item. Cái tôi nói nó gì cứ nó cũng hiểu. Cái kiểu là đại loại là tôi nói tôi tới đây chuẩn bị tâm lý là mua đồ hạ giá rồi, bởi cho nên là dắt tao tới cái hạ giá là đúng rồi. Mày không cần tao dắt đi vòng vòng ở chỗ khác, tao không có cái mua cái gì ở chỗ khác đâu. Tại tao tới đi cái tâm lý của tao là tao mua đồ hạ giá mày ơi. Cứ nó dắt vô, nó dắt vô chỗ hạ giá nghe. Xong cái tôi lượn qua lượn lại, cái tôi nói tôi là máu của tôi là máu cũng kiểu như là cũng ngựa nữa, cái kiểu như là mình làm nail lâu năm đó mọi người. Mình làm nail lâu năm là tự nhiên cái máu ngựa nó xâm nhập trong người mình từ nào không hay. Đó, thì ví dụ như anh chị em nào mà làm nail được khoảng chừng 6 tháng hàng năm thì cũng chưa có cái bệnh này đâu. Nhưng mà tôi biết mà mọi người mà khi mà có bằng nail, đặc biệt những người nào có bằng nail, làm nail lâu năm tự nhiên cái máu ngựa nó xâm nhập vô trong người chúng ta hồi nào không có hay đâu. Bởi cho nên chúng ta là mỗi người ngựa, mấy người ngựa mới có thể làm nail được, còn những người nào mà không có máu ngựa làm nail xấu quá ha. Bởi cho nên nó làm nail càng đẹp thì cái máu ngựa càng cao. Tôi là mẫu người làm nail đẹp nè, bởi trên tôi biết là cái độ nồng ngựa của tôi nó rất là cao. Tôi hiểu hết trơn á trời. Xong rồi tôi cũng ngựa, chứ không phải là mình tài lanh, máu mình ngựa thiệt chứ không phải là tài lanh. Cái tôi vô đó tôi lạng tới lạng luôn, tôi nói trời ơi dày đẹp quá ha. Ở xeo nhiêu mày, thời kỳ xeo này là nhiêu vậy? Xong cái nó nói sơ xeo này là xeo từ 25% cho đến 50% tùy theo món hàng á ngang sơ. Cái tôi nói ồ được á, miễn là nó xeo vậy được. Vậy bây giờ mày dắt tao tới cái xeo 50% trước đây đó, rồi tao lựa, nếu mà nó không có được đẹp thì tao sẽ chuyển qua là sale 40%, rồi nếu tao có giờ mà mày có giờ nữa thì tao sẽ lạng tới cái sale 25%. Tao đi từng khu, cái nó dắt tôi tới cái khu sale 50% cho tôi. Cái tôi tới quay sale 50%, cái nó sale dày, tôi nói dày nghe, tôi mới vừa rờ là nó không cho tôi rờ luôn. Tôi nói trời ơi, con người nó phục vụ gì mà tôi tưởng tượng giống như là tôi là què vậy đó mọi người. Nó sướng dữ lắm, tôi chỉ cần cầm cái chai nước, nó cho đống đa đống đảnh để mà uống thôi, chứ không cần làm gì hết trơn trọi á. Tôi nói phục vụ nó cao cấp dễ sợ. Đó, để tôi sở dĩ tôi kể cái câu chuyện này cho mọi người nghe là bởi vì sao đây? Trong tương lai khi cái con quỷ virus này nó chết rồi thì tôi sẽ xin áp dụng cái chiêu này vô trong tiệm nail của tôi để coi nó có hiệu quả hay không nghe. Đó, câu chuyện nó là vậy. Cái tôi thấy giày, cái nó nói cho tôi nói cho bây giờ cái giày này nó sale vậy thôi. Ồ, cái đôi giày này được nè, mày lấy ra mày cho tao quay tại giày bút. Tại tôi nghĩ là tại tôi cũng có cái máu mê giày bút, tôi không hiểu sao tôi thích mang giày bút dữ lắm. Tại vì mùa hè nó nóng thấy mẹ nội luôn, nhưng mà cũng thích mặc đồ mang đồ bút, giống như là nó có thần thái á mọi người. Giống như là mình mang giày bút á, mình cảm thấy là con người mình nó được đẹp ra đó, hàng sao đó. Nó có thần thái, tôi cũng mê giày bút. Cái nó lôi ra giày bút. Cái nó rồi giày bút xong cái nó đọc cái tên hiệu của giày bút của nó nói là đại loại, nó nói là cái giày bút này nè là đây là cái sale đầu tiên của cái đôi giày bút này, là bởi vì là nó ra hồi mùa năm rồi, bởi cho nên đây là cái sale đầu tiên, chứ thật ra là nó không có sale đâu. Nhưng mà khi mà nó sale giày bút này rồi đó mà mày không chịu mua đó là vài bữa nó sẽ không có làm nữa, nó không có làm trở lại đôi giày bút này đâu. Xong cái nó đọc cái tên là cái gì Balenciaga vậy đó, xong cái tôi nói ê mày đừng có nghĩ tao á là Việt Nam không biết tiếng Pháp, không biết tiếng Ý nha mày. Đại loại chứ Việt Nam tụi tao là cũng rành gì ngữ Pháp chứ, của bên Pháp đồ dữ lắm. Mày nói cho chậm lại, cái hiệu này là hiệu gì, xuất xứ nó ở đâu? Cái nó nói là hiệu này là Balenciaga, làm xuất xứ tại Paris. Cái đôi giày này á, da nó là da bằng con bò con chứ không phải là con bò già. Da nó là da con bò con, rồi sau đó nó nhuộm rồi sau đó là gia công của bên Ý. Rồi cái đế này á là cái đế ở chính giữa nó bằng gỗ, nhưng nó kẹp cái cục cao su ở phía dưới để trên khi mà mình đi á thì mình không có cần nghe cái tiếng kêu, nó rất là êm cái chân đó. Nhưng mà cái đôi giày này là đây là cái sale đầu tiên của cái hiệu này, cho nên là khi mà nó sale rồi á không ai
ai mua nữa thì nó sẽ không có sale nữa và nó không có làm ra nữa, cho nên đôi giày nó rất là hiếm. Sao có thể nói ủa vậy hả, hiếm dữ lắm hả, vậy mày lấy cái size mày cho tao mang vô thử coi nó hiếm đến cỡ nào mà cái chân của tao nó có đẹp hay không rồi này nọ vậy. Cái nó nói ờ để nó đi vô đằng sau bếp nó đi tìm, nó đi tìm cái size của tôi. Cái rồi cái tôi chờ nó đi rồi tôi chụp đôi giày lên tôi mới coi, chứ tự nhiên đi mua đồ mình nó không cho mình rờ, mình cũng ức chế, hiểu không, mình cũng ức chế. Tôi cầm tôi rờ tôi coi thử nào là gì à, Balenciaga rồi gì đó, rồi cái đại loại nó là vậy. Kia tôi nói ờ nhìn nó cũng đẹp quá hơn thủ công, mình nhìn nó đẹp, công nhận nó đẹp thiệt nghe mọi người nghe, nó đẹp hơn là mấy cái giày mà ở chợ đồng đồ này nọ Target đồ nó bán, kỹ thuật nó không có được sắc sảo vậy đâu. Tôi thấy tôi cũng vừa ý cái nó chọt vô chân tôi, mà nó chẳng những nó chọt vô chân của chân tôi nha, nó cho tôi cái đôi giới mới nè, đôi giới mới, cứ tôi chọt vô đôi giới mà giống như là nó cũng sang, chứ không phải là đôi giới giống như là mấy hàng ăn trộm mà cũng mang đen mà nó đeo chùm đầu lên cướp người ta, nó không phải là giới vậy, giới da đó, không phải là loại giới đó, giới đó cũng sang chảnh lắm nghe, có hiệu niêm mình móc cạch đàng hoàng, đeo vô. Cái tôi chọt cái chân tôi vô, cái tôi cũng chấp tay sau đó tôi đi tới đi lui, lạng tới lạng lui, tôi nói thì cũng được quá ha, trời nhìn nó cũng đẹp dễ sợ luôn á. Cái vậy thôi mày gói đôi giày này cho tao đi, đôi giày này mày nói nó hiếm à, vậy thôi à, tao mua, tao đồng ý đó, tao thấy nó đẹp đó, tao mua đó. Rồi cái nó nói ô cảm ơn ngài, cảm ơn sơ, trời nó cảm ơn quá trời ríu rít luôn. Cái nó gói rồi cái tôi đi tiếp tục, nó là đi thêm, tôi đi đâu là nó thêm đó, đi đâu thêm đó. Cứ tôi lạng một hồi cái nó qua cái đôi giày gì màu vàng khè ha, đôi giày á giống như là màu vàng 24 á mọi người, chứ không phải là màu vàng khe đó, nó cũng đang on sale luôn. Cái nó nói giày này là cũng ở bên Pháp luôn á, ngang Hùng ngang nó giải thích tôi nghe, giày bên Pháp đó Hùng, mang nó đã, nó êm dữ lắm, đặc biệt nhất là lúc đi làm nail. Nếu mà Hùng mà đi mai đi làm nail mà mang mấy đôi giày này á là nó êm cái chân dữ lắm. Thí dụ như bây giờ á mình làm nail á, mọi người mà làm nail mà kiểu như là chạy cái máy mà đạp á, đạp acrylic á, mình đạp cái máy dũa đó mà đạp nhiều quá nó cũng hơi ê cái chân đó, thì mang mấy đôi giày này vô đó rất là êm cái chân. Còn nếu mà quý vị nào mà đi làm chân mà ngồi chèn hãng ra trước cái ghế spa chair để mà mình chà chân đó, thì cái chân này, cái giày này nó làm cho mình nó êm chân đại loại. Thằng đó nó giải thích tôi vậy á đó, tại nó hỏi tôi làm gì, tôi cũng nói là tao làm nail, tại tôi rất là hãnh diện làm nail, tôi làm nail. Xong cái nó cũng đại, nó giải thích tôi nghe là vậy, bởi tôi cũng rất là yên tâm nghe. Tôi nói vậy là đôi giày này cũng sale phải không mày? Nói ừ đôi giày này nó cũng sale đó. Cái tôi nói hiểu gì? Cái nói là Kevin Chai. Cái nói gì Kevin Chai thì mình nói Kevin Chai chứ làm gì Kevin Chai mày? Việt Nam tao có kêu Kevin Chai mày, Kevin Chai chứ không có kêu là Kevin Chai. Cái nó mang vô chân tôi, cho tôi lại vừa ý nữa mọi người. Tôi nói trời sao con người tôi dễ vừa ý lắm nghe. Nó mang chân vô, cái nó vừa ý quá, tôi nói ờ vừa ý, lấy luôn đi. Tao thích đẹp đó, hạ giá phải không mày, miễn là phải sale tao mới mua, không có sale tao mới mua nghe mày. Rồi nó gói vô, cái tôi đi lạng qua bên tôi hỏi gì, tôi bay còn cái gì mà sale nữa không, tao có gì nịch sale không, hay là có mắc kiến gì sale không, chứ bây giờ tao thích mắc kiến, tao thích gì nịch rồi này nọ. Nó dắt tôi qua gì nịch, tôi nói không, gì nịch xấu quá, không chịu. Dắt qua bên mắt kiến, cái mắt kiến nó đeo vô tôi. Cái nó nói chứ Hùng mày có biết cái hiệu mắt kiến Tom Ford không, thì không Hùng. Cái tôi nói hả, Tom Ford thì chắc là cái hiệu phải không mày, nhưng mà bộ mày có nhiều Tom Ford lắm hay sao mà mày giới thiệu cái Tom Ford. Nó nói đại loại là Tom Ford đó là một cái người mà vẽ ra cái mắt kiến á, là nó rất là hiếm, không có tràn lan đại hải, nó không có bán nhiều. Rồi cái lens của Tom Ford đó là nó cũng cái gì cách ánh nắng mặt trời gì nó làm cho không có mắt mình nó bị chói lòa, rồi sau đó là cái si của cái gọng mắt kiến á, nó không có bị tróc ra cho nó không có làm mình bị gãy. Có nhiều cái mắt kiến mà loại mà rẻ tiền hoặc là si rẻ tiền mà mua chợ đồng á, mình đeo vô nhiều lúc nó bay mấy cái ten mà nó để ý á, mấy cái ten nó ăn vô trong cái mặt mà nó bị ghẻ, nó nói vậy á đó. Rồi còn cái Tom Ford này nó si rất là chắc, bởi cho nên nó không có bị ghẻ đâu, mày yên tâm, mày đeo mắt kính Tom Ford nó không có bị ghẻ. Xong cái tôi nói ủa vậy hả, hay gì lắm hả, nó có sale không, sale tao mua. Cái nó đưa ra, trời ơi đạn á mọi người, nó đeo luôn cái mặt của tôi, trời ơi nhìn cái mặt tôi nó đẹp ra, cái mặt tôi giờ như gì phá mà tôi đi mất kiến Tom Ford vô á, nó đẹp gấp 11 lần luôn, không phải 12 lần thì mình nói nó hơi quá đúng không, nó đẹp 12 lần thì nó hơi quá, nhưng mà 11 lần rưỡi là cũng có thể luôn đó. Cái tôi nói sale phá không mày, nó nói sale thì mua á, trời ơi mua liền tại chỗ. Rồi cái nó đi vòng nó hỏi ngài còn thích cái gì nữa không, có thích mặc quần áo Gucci không. Tôi nói không, Gucci á, sớm tao gọi là cũ chị, dân làm neo nó không có thích mặc áo Gucci mày. Tao không muốn mua Gucci gì hết trơn, trời. Xong cái tôi đi một vòng, tôi nói không, tao không thích gì hết trơn. Rồi bây giờ mày gói mấy cái này ra trả tiền. Nó tính in ra, y chớ ra trò. Tính sao mà không biết nó có lộn không biết tờ gì không. Nó tính ra một cái nó gần 2.000 đồng luôn á bà con.
Ê trời ơi, cái tôi nói từ bây giờ lỡ rồi giờ làm sao giờ? Tại cũng mình cũng ngựa thiệt. Nó cũng ham hố thiệt. Cái tôi đưa cái thẻ nó quẹt cái đi rồi tại đằng nào thì tôi đang nghĩ tôi cũng đang bị stress mà, mình đang stress thì mình có quyền đúng không mọi người, giống như là mình đang bị rối loạn tiền đình đó mọi người. Mình đang bị stress thì nhiều lúc mình không có thể mà kềm chế bản thân được đó mọi người. Bởi cho nên khi mình mua thì mình cứ mua đi, rồi tôi đưa cái thẻ nó quẹt đi rồi về nhà mình suy nghĩ sao. Cái tôi nói trong lòng á thì mua thì mua thôi, lỡ qua ngày mai tao hết stress thì tao mang ra tao trả lại nha mày. Chứ mày có policy là tới tuần tháng là 2 tháng tao có quyền được trả chứ đâu phải là mua không được trả đúng không? Cái đó nó không được trả mà, nó mua đi về nhà thử không thích thì đi trả sao đó. Tôi nói ờ thôi vậy cũng được, tại vì mình đang bị stress đó, bởi cho nên mình cũng có quyền đúng không mọi người. Mình stress mình đâu có thể là kềm chế được cái bản thân mình được đâu đó. Rốt cuộc tôi quẹt cái rồi nó quái cho tôi rồi, cái tôi cũng đấm đa đấm đảnh xách ra đi về, tôi đi về đó, thấy chưa? Cái bị stress của tôi là tuy rằng là cái stress này á, là nói chung là nếu mà mình đi bác sĩ thì mấy bác sĩ nó không có biết chỉ cái chị đâu. Mình stress mình làm nail mà bị stress, hay là mình đi ra thì dùng đang ra đường đó mà gặp ai chửi mình bị stress đó mình còn có biết đường mình chửi ngược lại người ta để cho nó hả cái cổ họng mà đã vậy là mình chửi lộn mà đúng không? Người ta tự nhiên mình khơi khơi người bệnh người ta chửi thì mình chửi ngược lại người ta, mình có cách được có trị được cái bệnh đó. Còn giờ tự nhiên bị con corona nó không có khách như trong tiệm nail nó ế rồi nó bị stress thì stress đó mình vô đó mình đi bác sĩ đó đâu có trị được đâu. Bởi cho nên mình coi đây là một cái liều thuốc để trị bệnh stress đi thì cũng được. Thì tôi kiểu giống như là mình là một người lạc quan á mọi người, nên tôi lúc nào tôi cũng nghĩ với cái chuyện nó lạc quan chút xíu đó. Thì coi như là mình đang bị bệnh, tôi lúc đó là trong thời gian tôi đang bị bệnh xì chết, bởi cho nên là tôi có quyền xài tiền, mình lấy thẻ mình quẹt đỡ đi rồi sau đó mình mang về nhà, qua ngày mai mà mình may mắn mình không có còn xì chết nữa thì mình có thể mang ngược lại mình trả cho người ta. Thì trong đầu tôi nghĩ là vậy, nó giống như là cái điều thuốc gì đó mọi người, bởi tôi nghĩ cũng ok rồi. Cái tôi xách về, tôi xách mấy cái món đồ về tiệm tôi đó, tôi về tiệm tôi xong cái tôi về tiệm tôi mà tôi cũng ngồi tôi ưu tư nghe, cái kiểu giống như là mình rảnh đó mọi người, mình không có khách đó, ngồi chờ nó không có khách mà khách nó chết ráo hết, nó chết rồi. Cái tôi lên internet tôi ngồi tôi chơi mà tôi cũng nghe ai cũng rên rỉ, cái làm ra tôi lại càng bị stress hơn, giống như mình lo quá đó mọi người. Cái tôi nói chứ ủa vậy hồi nãy là cái chuyện mà mình đi shopping mình mua kiểu gì nó hên sale vậy đó, không biết có phải là nó lợi hay là nó hại vậy ta, hay là thì kệ đại đi, thì dẫu sao thì bây giờ mình bớt buồn chưa, mình hết stress rồi chưa? Nếu mà nó hết stress rồi qua ngày mai mình mang đồ đó mình trả lại, còn nếu mà ngày mai ngày mốt ngày bữa kia mà cái bệnh stress mà nó vẫn còn nằm trong người của mình vẫn bị stress thì mình giữ đồ này luôn, tại vì mình phải nên giữ mấy cái món đồ này nó trị bệnh mình mà, nó trị bệnh mình. Thí dụ như có nhiều người á, người ta nhức đầu sổ mũi thì người ta uống Tylenol, người ta uống Advil nó trị được, còn mình đâu có thể nào uống Tylenol hay Advil, mình uống cái đó mình còn bị xì chết hơn nữa. Cho nên cái bệnh xì chết mình nó cũng rất là khó trị, mà bây giờ mình coi như là mình xài ngàn mấy 2.000 này là tiền để mà mình trị bệnh xì chết mình đi đó. Tôi cứ nghĩ vậy á, tôi nghĩ trong đầu tôi coi như lạng vậy đi, cho nên mình đừng có buồn phiền gì cái vấn đề mà tại sao mình xa xỉ hay là mình phí của. Cái này không phải phí của mà thật ra là đây là cái tiền trị bệnh, cái tiền trị bệnh. Bởi cho nên tôi nghĩ vậy tôi cũng được cam lòng chút xíu, tôi nói là gì cũng được thôi, bây giờ mình cứ quyết định là mình nghĩ như vậy đi đó, chứ mình đừng có nghĩ gì vấn đề mà ủa mà tại sao khơi khơi khổng hay không mà đi đống đa đống đảnh chi đó chứ, vô chi mua 2 đôi giày mua cái mắt kiến làm vậy đó. Tôi cứ nghĩ như vậy, tôi đại loại nó lãng vậy đây bỏ đó. Cái tôi về tôi tự vui lên, tôi tự vui lên, tôi nói thôi kệ đi. À, bây giờ cái mùa con virus này á nó bị nhốt rồi, không biết khi nào mà mình mới có dịp để mà mình đeo giày mới hay là mình đeo mắt kiếng đi đống đa đống đảnh. Chứ bây giờ tự nhiên á Cali nó sắp sửa nhốt rồi, bây giờ nó chuyển qua bên Chigo nó nhốt nữa là mắc công nữa. Mà tôi thấy cái bên Cali nó nhốt tôi cũng lạ đời lắm. Tôi thấy nói không phải đây ngồi đây để nói xấu ông cha thống đốc đó mà thật ra chả nhốt gì lạ đời. Thằng lên ta nhốt hết đi, nhốt mà tôi ghét nhất là cái đại kỵ nhất là cái chữ gọi là cái gì intentional đó mọi người, có nghĩa là cái chữ đó là cái chữ mà những cái ngành người mà nó không có quan trọng đó, có nghĩa là đại loại á nhốt á lựa nghề nhốt, nghề nào mà nó quan trọng á thì không có nhốt, mà nghề nào không quan trọng thì nhốt. Cái tôi nói ủa nếu phân tích cái chữ này là vô duyên ngang, người nào là người phân tích cái chuyện mà quan trọng hay không quan trọng? Thí dụ như bác sĩ y tá nó đi nằm trong bệnh viện nó điều trị người ta đang bệnh thì nó người ta cần cấp cứu thì nó quan trọng tính mạng của cái người bệnh đúng không? Còn tôi đang bị stress nè,
tôi cũng phải cần được đi shopping để điều trị cái bệnh stress của tôi chứ. Nếu tôi mà bị stress, tôi vô bệnh viện có bác sĩ nào mà nó trị tôi được không? Mà cái kiểu như là mình bị stress thôi mọi người, chúng ta đang bị stress là một cái tầm nó rất là nhẹ của cái bệnh khùng. Khi nào mà mình thà là mình bị khùng, mình ra đường mình cắn người ta thì nó liệu, bác sĩ nó liệu là cái thằng này nó khùng dữ lắm nè, nó đem đầu mình vô nó nhốt trong nhà thương điên nó điều trị thì không nói. Còn mình mới có bị stress, mình chưa có tới thời kỳ cắn người ta, vô bệnh viện đâu có trị mình được, thì mình phải cần đi shopping để điều trị cái bệnh stress của mình. Thì cái shopping nó cũng rất là quan trọng chứ, người bị đang bị stress như tôi, đúng không? Còn thí dụ như bây giờ mà tôi đang đi làm nail, tôi mở cái tiệm nail, thì tại sao người nào là người quyết định làm nail đó không quan trọng? Đối với tôi nó rất là quan trọng. Tại vì sao? Chúng tôi làm nail, chúng tôi là người trị những cái bệnh stress của những con nhỏ khách cắn móng. Mấy cái con mà khách nó bị cắn móng, nó bị stress ve kêu, nó hỏi stress là nó không có đi shopping như tôi, mà nó cứ cắn ngồi nó cắn móng, nó nói chuyện với người ta là nó cắn móng, nó cắn móng, nó cắn móng, nó cắn cho tay nó cùi luôn. Rồi không lẽ bây giờ cắn là cắn vô ngón tay, cắn vô tỉ, cắn vô cái bàn tay thì sao được? Bởi cho nên cái bệnh stress của mấy con nhỏ khách cắn móng, nó cần tiệm nail để nó cắn móng giả lên, để cho nó không có cắn móng đó nữa. Thì nó cắn, thì nó cắn vô móng giả thôi. Thế bây giờ mọi người thấy chưa, mình làm nail, mình làm móng giả cho người ta, nó cũng đè đầu nó cắn gãy hết mày cái mấy móng giả. Mà nếu móng giả mà nó rớt ra rồi thì nó cắn luôn cái móng thiệt của nó cắn ghê lắm. Thì cái bệnh đó cũng là cái bệnh stress. Thì làm nail của mình theo suy luận như thế này thì chúng ta cũng là một cái nghề rất là quan trọng. Đâu lý do gì mà ông thị trưởng ông nói không phải là quan trọng, nói vậy là sai. Mình rất quan trọng, tuy rằng mặt ngoài của mình không phải là bác sĩ điều trị những người đang bị bệnh, nhưng về vấn đề tâm lý đó mọi người, đặc biệt nhất là có tâm sinh lý ở cái nơi này đó mọi người, chúng ta là những người bác sĩ chuyên môn gắn móng giả để trị bệnh cho những con biến thái cắn móng, đúng không? Mấy cái đứa mà bị bệnh cắn móng á, nó điên rồ lắm, nó cắn móng nó cho đã rồi nó đè đầu người kế bên, nó giật tay, nó cắn móng tay của người ta luôn. Tại vì nó đang bị bệnh mà, cái bệnh nó bệnh cắn móng, cái bệnh tư tưởng cắn móng mà, có nghĩa là cái gì mà bỏ vô miệng nó là nó phải cắn, cái gì mà bỏ vô miệng nó là nó cắn, nó rảnh mà, cái miệng nó đang rảnh. Ví dụ như bây giờ tôi đây, cái miệng tôi rảnh thì tôi nói, đúng không? Người khác rảnh thì hát karaoke. Còn bây giờ có nhiều con khách tâm lý của nó không có được bình thường, hỏi nó rảnh là nó cắn, nó rảnh là nó cắn, mà không lẽ giờ đưa cái muỗng cho nó cắn, đưa cái thìa nó cắn, sao nó cắn cho nó đã răng được, nó cắn gì nó gãy răng nó làm sao, bởi nó cắn móng. Thì khi mà cái bệnh cắn móng của nó đó, chúng ta là người thợ nail thì rất là quan trọng. Những lúc mà nó đang lên cơn, nó nghĩ ai trước? Nó nghĩ thằng thợ nail, nó nghĩ con nhỏ thợ nail trước, là bởi vì chúng ta là những người rất là quan trọng để mà giúp nó trị được cái bệnh nó đang lên cơn cắn móng của nó. Thì theo cái tình lý như vậy là chúng ta rất là quan trọng, đúng không mọi người? Nghề chúng ta quan trọng không kém như là nghề bác sĩ, y tá, đúng không? Rất là quan trọng chứ còn gì nữa. Đó, mà bây giờ mà bị nhốt á thì mấy người chính trị nói tại vì tụi bay vô làm neo rồi cái ngồi gần nhau nói chuyện xì xào quý nó phun nước miếng, bởi cho nên ra lây bệnh tùm lum tà la, bởi vì tao cấm tao nhốt hết không có cho mở cửa. Thì nếu mà như vậy á thì mình ra một cái đạo luật gì khác, ví dụ như tôi chùm cái mặt nạ này mày vừa ý chưa, rồi bây giờ tao đeo luôn cái face shield mày vừa ý rồi chưa, khách chui vô tao cho cái mặt nạ cũng đeo vô luôn mày vừa ý chưa, nếu mày không vừa ý tao cho luôn cái face shield con khách đó đeo vô luôn, nước miếng đâu mà văng. Nếu mà mày không vừa ý nữa, tao treo cái bảng lên trên cửa trước cửa tiệm, khách bước vô cấm nói, không có được nào nói, chỉ hết trơn á mày, dép cái miệng lại, mình lấy cái zipper mình zip lại, đó, treo mặt nạ vô, đeo face shield vô, chỉ đi, chỉ muốn làm móng dài, móng ngắn, chỉ muốn làm giò hay là chỉ cái gì chỉ đi, không được nói. Thì mình có thể ra cái đạo luật không được nói trong tiệm nail, vậy là mình sẽ được hợp tác trong cái mùa dịch corona nó lây lan, đúng không? Chứ liên quan gì tự nhiên đổi thừa nghề của chúng ta là nghề không có phải là quan trọng cho nên đem ra đạo đè đầu để nhốt hết. Tôi nói nhốt gì là vô duyên, nhốt gì là không có đúng, suy nghĩ cho cùng là không có đúng đó mọi người. Đó rồi tự nhiên
la làng lên, ở trong nhà thì nó có virus, ở ngoài đường thì nó không có. Bởi xúm nhau ở nhà hàng ở Chicago, nó ra ngoài đường nó bán hết trơn, ở trong nhà nó không chịu bán. Thấy chưa? Nó xúm nhau ra ngoài đường nó bán. Rồi cái nhiều lúc ở nhà bà thị trưởng ở Chicago này, bà còn khuyến khích nữa, bà nói cho mấy cái thằng nào mà chạy xe chạy qua chạy lại á, chặn lại nó hết trơn đi, chặn đường số lại cho nhà hàng, tụi nhà hàng nó hai bên đường á, nó đè bàn ghế ra ngoài đường á, ra ngoài lộ luôn, nó ngồi đó nó bán, nó ăn đồ này nọ luôn. Tại vì ở ngoài đường nó không có virus, mà ở trong nhà nó có virus. Mụ điên không? Tôi nói con mụ này mụ điên kinh khủng luôn. Nếu mà làm ra được cái điều đó đó, phải cho tụi tôi neo cũng làm được điều đó luôn. Ủa, tụi nhà hàng nó rinh đầu nó ra ngoài đường nó ăn thì giờ neo nó ra đường nó giũa, ai nó giũa không được, tôi giũa được. Cái chuyện nào giũa giũa được thì giũa cho trời vô duyên. Đã ra cái luật thì phải ra cho nó đều, cho ra công bằng cho tất cả mọi người đều vui, đúng không? Tôi nói cái điều này cho nghe nè mọi người, sở dĩ chúng ta làm nail ở ngoài đường á, không chừng nó còn đẹp hơn ở trong nhà nữa mọi người. Tại vì trong cái tiệm nhiều lúc nó âm u, mà nhiều người bị cận, nhiều người thì bị loạn thị, nhiều người lên nhiều chuyện không có dòm thấy đường, nhiều lúc khách nó nhúc nhích cũng không thấy đường, mà nhiều lúc nhiều cái tiệm á bóng đèn nó không có được rọi sáng, có nhiều lúc bụi bặm tùm lum tà la mắt mà nó cũng bị hoe. Mình ra đường mà mình ngồi mình giũa, tôi chắc chắn mình giũa sẽ không bao giờ chảy máu. Giũa ngón nào nó ra ngón đó, ngón 10 ngón ra một khuôn, nó sẽ không bao giờ bị méo, bị lọt lạc luôn đó mọi người. Sơn là bá cháy bồ chát lửa luôn đó mọi người. Bây giờ mình cứ thử đè đầu con khách ra ngoài đường, mình đứng chẳng hạn, mình làm neo coi nó đã đến cỡ nào. Đó, thì nếu mà như vậy thì cái nghề của mình cũng phải được quyền nó ra ngoài đường để mà mình làm neo chứ, đúng không? Còn vấn đề mình làm cách nào đó chuyện của tao, nghề của tao, mày đừng không có cần xen vô mấy đứa chính trị, mày không có cần xen vô. Để tao, mày thấy mấy tụi nhà hàng không, nó ngồi ở ngoài đường nó ăn không đó, bây giờ mày nói sao? Khách vừa vô vô qua kia ngồi 6 feet một bàn, 6 feet đứa nào mà đi tụ họp một đám thì ngồi một bàn, còn cái bàn nọ bán cái cách bàn kia 6 feet thì làm neo nó cũng vậy thôi, bỏ bàn làm neo, thợ neo này với thợ neo kia là 6 feet bỏ với nhau cho nó xa xa ra một tí, đúng không? Còn vấn đề bàn neo đó thì mình không cần rinh cái ghế spa che ra, mình không cần làm điều đó. Bất quá mình làm pedicure khô, có nghĩa là làm chân không có nước đó mọi người. Mình dùng alcohol, mình dùng solution này solution nọ, mình cũng chà chân, mình cũng làm đàng hoàng, mình cũng sơn sơn phết kỹ lưỡng, cũng giống như là trở lại cái thời mà 20-30 năm về trước, lúc mà cái thời ghế spa nó còn chưa có thịnh hành thì nó cũng vậy thôi. Bây giờ mình cứ đè đầu ra ngoài đường đó, mình chẳng hạn đó, mình làm neo đứa nào làm chân đó thì ngồi xuống dưới đường, ngồi xuống dưới lòng đường, rồi người ta bỏ cái chân lên trên cái đùi của mình ngồi làm cũng giống như là làm neo dạo ở Sài Gòn vậy thôi. Còn người nào làm tay thì ngồi ghế đàng hoàng hẳn hoi, chẳng những làm neo ở ngoài đường kiểu gì nó còn tiện hơn là ở trong nhà nữa, bởi vì không có cần khô, ra ngoài đường làm cái nó khô liền tại chỗ đó, nó gọn mà nó lại còn làm cho đẹp thành phố. Nó đẹp thành phố là bởi vì á, nhà hàng nó ra ngoài đường nó ăn thì mình ra làm nail mình cũng ăn, bà con nào làm tóc thì rinh khách ra ngoài cắt tóc vậy thôi. Trời ơi, cắt tóc ở ngoài đường nó còn sướng nữa, gió bay qua cái ào bay hết mẹ tóc rồi, khỏi cần phải hốt rác gì cho nó mệt. Làm nail mình cũng vậy, ngồi chà chà bóp phờ gió bay cái ào rồi xong, khỏi cần phải đi cuối cuối ngày phải đi hút bụi rồi để cho nó mệt không. Cái nghề đó bây giờ ra cái đạo luật là phải ra đạo luật chung. Chứ tự nhiên một người được mở cửa, một người không được mở cửa, sao mà người ta sống, kinh tế làm sao mà nó trì trệ, cái kiểu gì làm sao mà người ta sống được đó. Thì bây giờ thi rằng như vậy đi, ra đường sống nhau làm hết, tất cả ra đường. Nếu mà cảm thấy ở trong nhà mà đã có con corona đó thì chúng ta ra đường đứng hết, quán ăn ra đường, tiệm nail ra đường, quán karaoke ra đường hát, mày có sao đâu. Trời đất ơi, đem cái loa với lại cái mic sờ thôi, cầm cái microphone, thằng nào nhậu với karaoke không có hát ở trong nhà mày, ra ngoài đường hát karaoke đó thì có sao đâu. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau ra đường, để đấy giờ mùa hè mà đâu có sao, mình cứ ra đường thôi chứ có gì đâu, tự nhiên nhốt chi, đúng không? Mà nếu mà nhốt á thì phải cho người ta tiền, mà cho tiền đừng có cho cái kiểu giống như là mình là xin ăn. Tôi nói thiệt nghe, tôi mình làm neo mình có sĩ diện mọi người, mình đâu có phải là anti thất nghiệp mọi người. Bây giờ bà con nào tự thú ở trong cái trang này của mình đi, cuộc đời làm neo của mình được bao nhiêu người ăn tiền thất nghiệp,
Mình đâu có bao giờ tôi thất nghiệp đâu. Tại vì mình lúc nào cũng là người có công ăn việc làm. Mình là người lúc nào làm cũng ra tiền. Mình đâu có đi xin gì tiền chính phủ đâu. Đúng không? Chẳng qua là mình chỉ có nói láo sơ sơ vài nơi với chính phủ thôi. Chứ mình đâu có xin hót gì của chính phủ. Đúng không? Nhưng mà mình nói láo vài nơi đó là nó cũng không có quá là quan trọng. Chúng ta chẳng qua là chỉ có thí dụ như người ta mình làm 100 ngàn, mình chỉ nói chính phủ là mình làm 40 ngàn, 20 ngàn, mình nói chỉ sơ sơ thôi. Mà lý do tại sao mà mình nói láo với chính phủ là bởi vì chúng ta là người có văn hóa, chúng tôi không phải là người khoe của, người làm nail. Mình là một loại người rất là giản dị và bình dân. Mình không có phải như mấy tụi ngoại quốc kia khoe của làm 200 nói từ ngàn. Mình không có phải là dân nổ. Mình là người rất giản dị, mình làm 2 ngàn, mình nói chỉ có 200. Thay vì những dân tộc khác nó làm 200, nó nổ tới 2 ngàn. Là cái bệnh đó bệnh nổ, cái bệnh đó đáng lý ra nha. Mà xét theo tình lý á, là Mỹ á nha, chính phủ Mỹ nó cái còng đầu mấy cái đứa đó trước. Còn những cái đứa mà nó lịch sự như tụi mình là khiêm tốn đó. Mình làm 2 ngàn, mình nói 200 là mình là mẫu người khiêm tốn. Chứ không phải là mình là người khoe của. Đó chẳng qua là mình chỉ có nói láo vài nơi, mình không có nói, mình không có nói thật vài nơi thôi. Đó, nhưng mà ngoài ra là chúng ta đâu có ăn quay te, đâu có đi ăn tiền thất nghiệp thường xuyên đâu, đúng không? Mình là mẫu người mê làm, mình thích tiền, cho nên mình là người rất là xinh, là mình rất là đi khổ cực. Thì đáng lý ra là chính phủ phải ưu tiên cái nghề chúng ta mới đúng. Còn nếu mà chính phủ cảm thấy con corona này nó tai hại quá, nhốt hết ráo đi cho nó khỏe á, như vậy đó thì chính phủ phải nhắm là phải bơm tiền vô trong cái cộng đồng neo, nó nhiều vô. Những gì mà thằng neo nó khai là bơm nó 10 lần. Thí dụ như á, cũng nó cũng phải có lý do. Chúng ta làm 20 ngàn, chúng ta khai thuế chỉ có 2 ngàn. Đó, thì theo cái đà đó chính phủ phải tự thông minh. Tại chính phủ là người thông minh mà. Chính phủ phải tự thông minh, chính phủ phải bơm 10 lần do lời khai của thằng neo nó nói. Như vậy thì mình im ru, mình đâu có khiếu nại. Mình im râu. Thí dụ như mình ở nhà, một người bình thường theo lý lịch ăn tiền thất nghiệp là 200 một tuần. Thí dụ chính phủ là người thông minh, bơm 10 lần cho nó 2 ngàn. Như vậy có phải là có qua có lại không? Mà nếu chúng ta nè, như bản thân tôi là một người đi làm neo nè, dục 2 ngàn cho tôi một tuần, tôi im re bà rè, kêu tôi hợp tác, đóng cửa liền, kêu tôi trốn dịch, kêu tôi ở nhà, tại vì mình có tiền, mình có thể nhậu tại gia, đúng không? Mình không cần phải đi radio, thì lúc đó tôi đâu có bị stress để mà tôi đi vòng vòng shopping để mà tôi lây bệnh đâu. Tôi không có cần, tôi đâu có bị stress đâu. Mình có tiền mà mình bị stress gì nữa. Đó, thì bây giờ nếu mà bơm thì bơm vậy đi. Mà bình thường là một cái tiệm nail nó làm gấp 10 lần thằng thợ nail. Thì nếu mà chính phủ bơm cái thằng thợ nail 2 ngàn thì làm ơn bơm thằng chủ nail 20 ngàn để cho người ta có tiền rủng rỉnh để người ta khỏe qua cái mùa dịch này, đúng không? Như vậy tôi cảm thấy nó mới công bằng. Đó, còn cái ông mà thống đốc bên Cali với cái bà thị trưởng tè Nguyễn Thị Tẹt Lẹt của Chicago là hai anh cha nội mẹ này không có biết làm toán. Tôi tức giỡn sợ tức, tôi giận giỡn sợ giận ước gì mà mấy người đó rủ tôi ra tôi làm toán cho bà nghe. Tôi làm toán, tôi không có cần đại diện cho tất cả những sắc tộc. Tôi chỉ đại diện cho tôi là người làm neo thôi, tôi làm toán giùm cho bản thân tôi thôi. Thí dụ như chính phủ hỏi tôi, Hùng ơi, bây giờ là tôi có ý định là nhốt lại rồi nghe Hùng nghe. Bây giờ tại vì dịch nó lên quá rồi đó, tôi nói nó lây lan tùm lum tà la, bởi cho nên bây giờ là nhốt lại rồi đó. Mà bây giờ cho hỏi ý kiến, nếu mà muốn nhốt Hùng á, thì Hùng muốn nhiều tiền để cho nó phải. Hỏi người ta vậy đó thì người ta sẽ trả lời cho, chứ đừng có tự động mà đưa. Tự động đưa nó đưa không có đủ rồi mình đòi thì nói sao thằng này tham lam rồi nó cho vậy rồi còn đòi thêm. Nó không có đúng. Ví dụ như hỏi đi, tự nhiên ta đang làm neo 1.500, 2.000 đồng một tuần. Rồi tự nhiên vậy cho người ta chỉ có 500, 700 sao người ta sống mà rồi nhốt. Nhốt làm sao được? Nhốt thì phải cho người ta 1.000 mấy, 2.000 cho nó đủ vô chứ. Trời đất ơi, tự nhiên nhốt cái kiểu gì mà không có đủ tiền mà có ham hố nhốt hoài à. Nhốt thì tụi nó điên luôn á mọi người. Mà cái kiểu như là bây giờ cái mùa dịch này á, tôi nha, đây là ý kiến cá nhân của tôi nè. Tôi thấy vậy nè, là tôi hoàn toàn không bao giờ trách cái con COVID Corona. Tại vì mình đâu có biết nó hình dáng ra sao, tôi đâu gặp mặt đâu mà tôi biết. Thí dụ như bây giờ cái thằng nào mà đứng trước mặt tôi nó chửi tôi hay là nói nó cào cấu gì tôi, hoặc là khách mà nó vô tiệm nó mắng giống tôi thì mình biết cái mặt nó ra sao đó, mình hận nó. Còn con Corona tôi đâu biết nó ở đâu, tôi hận nó sao được.
đúng không? Nó từ trên trời nó rơi xuống, mình không có hận nó, mà tôi hận cái thằng mà nó nhốt đó. Tôi thấy cái thằng nhốt đó, cái thằng nó nhiều chuyện, cái thằng vô duyên nhất. Bây giờ nè, tôi phân tích cho mọi người cùng nghe. Bây giờ chúng ta bây giờ rảnh đó, chúng ta quay ngược lại vào cái thời độ khoảng chừng tháng 2 đi, tháng 2 hoặc là đầu tháng 3 đây, lúc cái thời gian mà nó bình thường đó, mình mới vừa ăn Tết Việt Nam xong đó mọi người. Trời, con người của mình nó rất là xanh tươi, nó vui vẻ, nó yêu đời, dễ sợ luôn. Mình bình thường, vô cùng bình thường. Cái con corona nó đã xuất hiện rồi, nó xuất hiện tự đạo tận đấu từ hồi tháng 11, tháng 12 gì đó mọi người. Mà nó đi lòng vòng ở đâu rồi, nó chưa có ghé về nước Mỹ, nó chưa có ghé về mấy cái xóm của mình. Nhưng mà dẫu sao thì nó có ghé, hình như là lúc đó tháng 2, tháng 1, tháng 2 gì nó ghé qua Washington, Seattle rồi nó chạy ngược xuống Cali rồi này nọ rồi, nó có ghé rồi. Nhưng ý tôi nói đây á, nó đã ghé rồi, nhưng mà mình vẫn mở cửa, khách vẫn vô ào ào, chuyện ai nấy lo. Đứa nào bị corona về nhà nằm thở mày, đứa nào mà không bị corona tiếp tục vô làm nail. Nó là như vậy thì nó phải có cái, nó phải có cái hai cái đường đi đàng hoàng, nó rõ ràng. Tiệm nail chúng ta đâu có bôn ba, đâu có lo sợ, thợ nail chúng ta đâu cần phải đi xin tiền thất nghiệp để làm vậy, bởi vì mình vẫn có khách, đúng không? Trong tiệm 10 đứa vui vẻ vẫn làm việc đàng hoàng đó, chứ không phải như bây giờ cái tiệm 10 đứa thụt xuống còn 2 đứa làm, 8 đứa nhà chống dịch, đâu không phải vậy. Mình tới đó nó tự nhiên nó tụt khách tám đứa về nhà chống dịch hết trơn, còn 2 đứa đi làm. Rồi đã vậy rồi đó, 8 đứa nhà đó còn chửi hai cái con quỷ kia đi làm là mày đồ ham tiền nữa, thấy chưa? Nó không có đúng, nó không có đúng. Mà nếu mà chúng ta suy nghĩ vào cái thời khoảng chừng tháng 2, tháng 3 đó đó mọi người, dịch nó ra quá trời rồi mà tiệm nail mình vẫn bình thường, quán ăn vẫn bình thường, làm tóc làm tai vẫn bình thường, chúng ta hát karaoke rầm rầm hàng tuần nó vẫn bình thường, mình đâu có thay đổi vậy đâu. Bởi vì tôi hận là cái thằng mà nó nhốt đó, cái bà thị trưởng của Chigo tôi, tự nhiên con mẹ Nguyễn Thị Tân này ra cái đạo luật là nhốt nhà đó. Cái tôi nói trời, ta đang làm bình thường, nghe cái chữ nhốt nhà lúc ban đầu tôi đâu có hiểu đó mọi người. Tôi nói ủa, giống như là ở bên Trung Quốc bên này bên nọ, nó cũng nhốt nhà, cái chữ là quarantine cái quỷ gì đó. Thì cái quarantine là nào, bây giờ đạo loại mình cũng nghe, mình cũng biết, mình đâu có nghĩ là nó trầm trọng tới 3 tháng đâu. Tôi nói ok, thế bây giờ mình nói nhiều corona quá, mình nhốt tao nhà vậy thôi. Nhốt nhà thì mình cũng tưởng lúc ban đầu tôi nha, tôi rất là hời hợt, tôi tưởng là chắc là bà Nguyễn Thị Tân rồi mới nhốt cho vui khoảng 3 ngày hoặc là 1 tuần rồi mới thả ra để làm lại tiếp tục, tôi đâu có thêm tiền để xin tiền thất nghiệp, đâu có chuẩn bị tâm lý vậy đâu. Tôi không có chuẩn bị tâm lý gì hết trơn, trời ơi, tôi cũng cười khà khà khà. Tôi lên trên internet này ai cũng cười khà khà khà, tại vì mình tự nhiên mình được ở nhà nó vui, mình được ở nhà nó vui. Cái đó không phải là cái mình đâu có lo sợ gì đâu, trời ơi, tôi mà muốn ở nhà tôi ở nhà vậy thôi. Rồi ở nhà tôi đâu có biết là bà nội này bà nhốt tôi 3 tháng đâu, tôi mà biết bà nhốt 3 tháng tôi la làng không có cho nhốt rồi. Bởi vì chúng ta giống như là bị gạt đó mọi người. Trời, tôi giận cái bà, tôi giận cái đứa mà nó ra cái lệnh nhốt á, chứ không phải là tôi giận cái con cro nè. Tôi giận nó dễ sợ luôn. Rồi bây giờ đó, bên Cali lại nhốt. Rồi bây giờ hỏng chừng bà Nguyễn Thị Tân ở xóm tôi cũng ra nhốt. Mà nhốt cái kiểu này, trời, bây giờ bắt đầu tôi không biết tính sao luôn mọi người. Không lẽ bây giờ mình đi làm mấy cái nghề mà nó không có văn bằng. Chẳng hạn vậy, tôi nè, dù rằng là bằng á, nói chứ cùng thì cũng có nhiều người, chứ không phải chứ mình tôi là chỉ nói chung chung thôi, thì nói là xin cho cùng là bằng là mình mua đó. Nhưng mà mình cũng bỏ tiền ra mình mua, chứ đâu có phải mình bỏ tiền mồ hôi nước mắt mình ra mình mua mà, chứ đâu có phải tự nhiên chính phủ cho mình cái bằng đâu, đúng không? Mình cũng phải bỏ tiền ra mình mua. Còn có nhiều người đi học thì cũng đi học lén, rồi mà mình cũng đi học, đúng không? Rồi nhiều người đi thi gian, nhưng mà mình cũng là người đi thi, có nghĩa là nói chung cái bằng của chúng ta là người trực tiếp liên quan tới cái bằng chúng ta, nó cũng có công đó. Chẳng hạn vậy đi, vì mình có cái bằng của mình thì mình cũng đang muốn hành nghề với cái bằng của mình, không lẽ giờ tự nhiên mình làm những cái nghề nó không có văn bằng. Chẳng hạn như là tôi coi internet là tôi lên đây tôi hỏi luôn mọi người luôn á, người nào biết làm ơn chỉ tôi giùm cái thằng đó tôi không có biết, cái thằng nào mà nó dắt mối con nhỏ gì mà qua hậu bên Úc gì mà làm cái nghề gì mà không có văn bằng mà nó tới được mất 30.000 đô đó, đi đêm mà ra tới 30.000 đô. Trời ơi, đi cái kiểu đó tôi đi hàng ngày luôn á mọi người, tôi nói thiệt á. Trời ơi, đi rất 30.000, trời ơi, nghĩ đi đêm, một đêm mà 30.000. Trời ơi, cái này đó tôi đi hàng ngày luôn đó. Tôi nè, tôi đang không biết là tôi không có biết cái thằng đó, cái thằng mà chiên dắt mối đó, thằng kia bằng gì, thằng má mì hay là ba bì gì đó. Đó là đại loại là cái thằng đó đó. Chứ nếu mà cái thằng mà đẹp đẹp mà tung hình lên trên internet đó mọi người, tôi không có biết cái thằng đó. Nếu tôi mà biết tôi cũng tự giới thiệu đó luôn. Tôi định gọi cho nó đây nè. Mà không biết gì nó có vô tù rồi chưa, tôi cũng chưa có biết, tôi không có đọc báo, tôi không biết là rốt cuộc nó vô tù chưa.
Nhưng mà nếu mà biết cái tù tôi cũng không biết là cái tù nào, chứ nếu mà tôi biết tù nào tôi cũng gọi vô, tôi tự giới thiệu luôn. Tôi tự giới thiệu, mày nhìn cái mặt tao nó cũng mặn mòi chứ bộ. Rất là mặn mòi, tao biết làm nail nè, tao biết phục vụ nè. Đó tao có văn bằng làm nail đàng hoàng, tao biết nói tiếng Mỹ luôn nghe mày. Mà hát tao hát karaoke bá cháy bồ chét luôn. Nếu mà mày kêu tao đi đêm với đứa nào mà biết nhậu là số 1. Tại tao là thích nhậu. Đó, nên là số 1 mày, mày bỏ tao vào nửa đêm đi để phục vụ ai đó đi là tao bảo đảm khách mày không bao giờ complain luôn đó. Mày mà cho tao vô phục vụ ai đi là bảo đảm anh dép của mày nha, Google nó review 5 10 sao cho mày coi, là bởi vì vô đúng cái nghề của tao, tao thích hát nè, tao thích nhậu nè, cuộc đời tao lại cái nhan sắc cũng được mặn mòi nè. Đó, mà bây giờ mày nghĩ đi, bây giờ tao là con trai, đúng không? Đại loại giá con trai tao bèo bèo nó không có ra 30.000 một cú, thì bây giờ mày thụt xuống nửa giá đi cũng được 15.000 cũng được. Hay là bây giờ tao nè, bây giờ corona nó trầy nó đầy dẫy ra rồi, neo tao ế quá, tao tự đại hạ giá tao. Tao tự đại hạ giá tao 90% hạ giá, tao lấy 3.000 một đôi một một đi đêm thôi. Tao cũng chịu nữa. Mày kiếm đây bây giờ tao lết tao cũng đi đêm nữa, tại nó nhiều tiền quá mà. Mày sáng mày cho tao đi, trưa mày cho tao đi, chiều chiều mày cho tao đi, tối mày cho tao đi, khuya mày cho tao đi, mày lôi tao một một ngày á 5 10 lần đi tao cũng đi. Thì mày cứ nhân lên thôi, 13.000 là một cú, 10 cú là 30.000. Đó, thấy chưa, mình cứ nhân lên, trời ơi xây nhà lầu lắm mọi người. Không lẽ tôi là tôi không có khuyến khích làm những cái nghề nó không có văn bằng, hiểu không? Nhưng mà không lẽ chính phủ nhốt mình rồi không cho tiền mình sống, không lẽ mình đi làm cái nghề nó không có văn bằng, người ta mất công, người ta nói ơ xì xào. Tôi là một mai tôi nhìn lúc mình cũng nghe thấy mình cũng sĩ diện, mọi người hiểu không? Tự nhiên không lẽ giờ một ngày nào đó mọi người tự nhiên thấy hình ảnh của tôi chạy vòng vòng ở trên Facebook xì xào, ừ cái thằng Hùng Lý Hùng đó nó đi một cú 30.000, nó đi qua đêm 30.000, hay là ô cái thằng Hùng Lý Hùng đó nó đại hạ giá 90% hạ giá, nó đi một cú 3.000 chẳng hạn vậy. Thì cái kiểu như là mình thấy mình cũng hơi bức xúc á mọi người, giống như là mình bị xúc phạm á mọi người đó. Nó mình xúc phạm chứ lẽ giờ mình đi làm mấy cái nghề đó thì nó cũng kiểu như là nó cũng có tiền, nếu mà tôi âm thầm tôi đi thì tôi cũng chịu, nhưng mà đừng đưa lên báo chí rồi thì được, hiểu không? Nhưng mà nó kiểu giấu giấu thì mình cũng làm được chẳng hạn vậy đi. Mà không lẽ bây giờ chính phủ nhốt hoài rồi giờ chúng ta làm cái nghề đó, tại vì cái nghề ra được tiền mà, đó không lẽ mình làm mấy người đó làm sao, đúng không? Mà nếu mà bà con mà không lẽ mà biết được cái thằng đó làm ơn gọi tôi với để giới thiệu, tôi tự giới thiệu tôi luôn, không chừng ai biết nữa đổi gió sao được. Trời ơi, thí dụ như bây giờ có nhiều người, người ta không có muốn qua hậu, hay là người ta không có muốn qua nam, qua khôi, qua quyết gì hết, người ta chỉ muốn người làm nail thôi chẳng hạn vậy đi. Tại vì bây giờ mọi người biết không, trên cái địa cầu này nè, biết bao nhiêu là loại con người nó khác nhau, không chừng đâu đó có dăm ba người người ta yêu cầu là phải là một người làm neo như Hùng Lý Hùng tiền sao chẳng hạn vậy. Tôi đại loại tôi mới khuyến khích mọi người để làm cái nghề đó chung với tôi, nhưng nếu mà để cho tôi đi trước đây, nếu mà tôi làm được tôi về tôi rủ sao cũng được đó. Nhưng mà đại loại là bây giờ chính phủ mà nó nhốt nữa thì chúng ta làm cái gì bây giờ, đâu có cái nghề gì làm nữa đâu, đúng không? Không lẽ bây giờ xúm nhau lên bán supply online. Mà bây giờ bà con thấy không, bán supply online nghe, tao nói trời ơi ai cũng bán supply online, mà tôi nói hả, người mua hả thì chỉ có hai ba đứa, mà nó tới mấy chục đứa bán, giờ mình biết đứa mua đứa nào với mua đứa nào, đúng không? Trời ơi, lên cái livestream thôi nó bán quá trời. Mà nhiều lúc nha, tôi rảnh rảnh đó nha, tôi không phải là nhiều chuyện mà rảnh rảnh nó ngồi chơi internet đây nè, nó bán gì mà nó bán, tôi nói nó bán ngay lúc ban đầu là nó bán neo, nó bán mèo xong rồi cái nó qua nó bán luôn là xong xăm lông mày, bán lông mày xong rồi cái giờ nó bán qua luôn bánh tráng mắm ruốc, nó bán bánh tráng mắm ruốc rồi bây giờ nó bán qua luôn cóc ổi xoài mía ghim, nó bán tùm lum tà la hết trơn luôn. Rồi nó bán thuốc đầy ẹt ngang và bán thuốc bớt nhiều chuyện, bớt khổ đau, bớt gì đó, nó bán rồi nó bán tùm lum tà la. Mà không lẽ giờ chúng ta súng ra làm cái nghề đó, bây giờ mình bán hết trơn rồi ai mua, nghĩ ra cũng rầu. Thấy chưa, nghĩ tới cái điểm này thôi là tôi bị stress trở lại rồi đó. Mà không lẽ giờ bị stress trở lại rồi, không lẽ ngày mai mình lại sắp hàng vô ni mình mất kịch trở lại. Tôi cũng sợ thiệt á chứ, thiệt. Rầu quá mọi người ha. Rầu thiệt á chứ. Mà chưa go này nó cũng ế thiệt á, hiểu sao mà khách đông nó chết hết trơn, trời rồi nó ế quá. Cái tôi cũng nhiều lúc đó, tôi cũng giận trong lòng, tôi nói thôi cái bà thị trưởng Nguyễn Thị Tân này, bà làm ơn mà nhốt, bà nhốt một phát luôn đi, nhốt luôn đi, nhốt từ đây tới cuối năm rồi bà cho tôi cái chết thiệt bự rồi tôi ngồi tôi yên tâm ở nhà chứ khỏi cần phải lo âu gì chứ mệt đi nè. Chứ bây giờ tự nhiên hôm nay nghe chỗ này nhốt,
Mai nghe chú kia nhốt rồi không biết mình sao ta. Mà nói thiệt chứ bây giờ mọi người nghĩ coi, hồi nào giờ mình làm neo mình cứ rúng ra rúng rỉnh, mình đâu có bao giờ nghĩ tới cái chuyện mà con corona hay là bị nhốt kiểu gì đâu mọi người ha. Rồi bây giờ tự nhiên thấy ai cũng tê tái, tôi cũng buồn. Tôi cũng buồn cho tôi mà tôi cũng buồn luôn cho tất cả mọi người. Tại vì kệ nó, cái điểm này là tôi đồng tình, cái điểm này tôi biết nè. Tôi đang buồn cho tôi và tôi cũng buồn luôn cho tất cả những anh chị em làm nail, tôi buồn thiệt đó. Người nào có nói tôi nhiều chuyện tôi chịu, nhưng mà thứ này là tôi buồn thiệt. Buồn quá trời buồn chứ còn gì nữa, phải không? Để tôi tính coi ngày mai tôi có nên đi trị bệnh stress nữa hay không. Rồi nếu mà tôi có cái tin tức gì nữa là tôi lên đây tôi kể cho mọi người nghe. Còn bà con mà biết cái tin tức gì nữa là làm ơn mọi người báo tôi nghe ha. Thôi bây giờ thì xin cho tôi tắt cái like này nghe, để tại vì tôi bị stress quá đó. Rồi sau đó tôi sẽ trở lại để tôi hát cho mọi người cùng nghe. Bà con nào mà muốn nghe tôi hát hoặc là muốn nhậu với tôi thì lên internet nhậu. Tại vì nếu mà nhậu mà bây giờ mà rủ rê thì nếu mà bà con gần thì tôi chạy tới. Còn bà con nào mà xa quá làm sao tới được, đúng không? Mời bà cả nhà.